Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 103. Quan Chấp Hành đứng đầu Phục Võ vừa bước ra một bước đã đến thần cảnh thiên hành. Chỉ một thoáng chốc cả thần cảnh thiên hành đều sục sôi. Tất cả cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh đều đang nhìn vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Tuyệt vọng. Lúc này mọi người của nền văn minh thiên hành chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nhất là khi nhìn thấy quan chấp hành đứng đầu Tuế Tuế đó rơi xuống. Họ biết không có cường giả trong nền văn minh thiên hành có thể đánh lại vị quan chấp hành đứng đầu đời thứ nhất này. Tất nhiên họ càng thấy ngờ vực nhiều hơn. Tại sao bây giờ vị quan chấp hành đứng đầu đời thứ nhất lại đến tiêu diệt nền văn minh thiên hành? Chuyện cũ năm đó cách bây giờ đã quá lâu rồi, hơn nữa năm đó thiên hành chủ cố ý phong tỏa chuyện này, thế nên rất nhiều người nền văn minh thiên hành thời đại này không biết chuyện năm đó. Họ chỉ biết Phục Võ là quan chấp hành đứng đầu trước kia, vì trong nền văn minh thiên hành có lịch sử ghi chép. Phục Võ bỗng tiến đến một bước nữa, đi thẳng đến tổ địa thiên hành. Một trong hai vùng cấm của nền văn minh thiên hành. Thượng thần Thiên Vân và Thượng thần Thiên Huyên lập tức xuất hiện trước mặt Phục Võ, họ nhìn chằm chằm Phục Võ trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Đất tổ này là phần cực kỳ quan trọng với nền văn minh thiên hành, mức độ quan trọng của nó không thua kém gì thiên hành sinh mệnh giới. Vì nơi này được xem như là một trạm tuần hoàn của nền văn minh thiên hành. Tất cả loại quả, hạt quả và hồn phách chết đi cuối cùng sẽ quay lại nơi này. Sau đó sẽ được thanh tẩy ở đây, cuối cùng xuất hiện lại trên cây sinh mệnh của nền văn minh thiên hành, đương nhiên cũng giống như thế tục, sau khi thanh tẩy sẽ không còn nữa bất kỳ ký ức nào của kiếp trước nữa, đó là một loại quả hoàn toàn mới, một sinh mệnh hoàn toàn mới. Nếu nơi này bị phá hủy, tức là những quả trên cây sinh mệnh thiên hành sẽ là lứa trái cây cuối cùng của nền văn minh thiên hành, khi những cây đó cũng rụng xuống trong tương lai. Toàn bộ nền văn minh của nền văn minh thiên hành sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đất tổ nền văn minh thiên hành và cây sinh mệnh thiên hành đều không thể thiếu thứ này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao họ lại thông báo quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ quay về, vì chuyện này liên quan đến truyền thừa văn minh của cả nền văn minh thiên hành. Phục Võ nhìn hai người phụ nữ trước mặt, ánh mắt không một tia dao động, ngay lúc bà ta bước ra một bước, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện ngay trước mặt. Quan thủ tổ đứng đầu. Quan thủ tổ nhìn Phục Võ trước mặt, vẻ mặt phức tạp, đại tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phục Võ không cảm xúc nói, ta không phải đại tỷ của ngươi. Giọng điệu chẳng có chút tình cảm nào. Gương mặt quan thủ tổ hiện lên vẻ đau thương, đại tỷ, ta biết tỷ hận ta năm đó đứng về phía thiên hành chủ, ta. Phục Võ lắc đầu, ta không hận ngươi. Quan thủ tổ sửng sốt. Hai mắt Phục Võ nhắm lại, hai hàng lệ đỏ như máu trào ra, ta chỉ hận năm đó mình ngu ngốc, chính sự ngu xuẩn của ta đã khiến người đó phải chịu nhiều đau khổ, chính sự ngu ngốc của ta đã hại chết người đó, ta hận mình năm đó lại tin tưởng các ngươi. Nói đến đây bà ta mở mắt ra, ta hận. Trong phút chốc, một luồng khí tức đáng sợ quét ngang qua, chỉ trong chốc lát quan thủ tổ đứng đầu run rẩy, sau đó cơ thể bắt đầu bốc cháy từng chút một. Xiết trong tích tắc. Thấy thế Thượng thần Thiên Hành và Thượng thần Thiên Vân ở một bên đều kinh hãi. Ngay khoảnh khắc cuối cùng lúc sắp biến mất, quan thủ tổ đứng đầu khẽ nói, đại tỷ, xin lỗi. Lúc này Phục Võ vung tay lên. Quan thủ tổ đứng đầu biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Phục Võ đi về phía đất tổ Thiên Hành, lúc này Thượng thần Thiên Huyên chặn trước mặt bà ta. Phục Võ nhìn Thượng thần Thiên Huyên, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thượng thần Thiên Huyên quay đầu nhìn Thượng thần Thiên Vân, bảo Nhất Niệm và Tịnh An đi theo hắn đi. Nói rồi bà ta xoay người. Cơ thể bỗng bốc cháy. Trong tích tắc. Linh hồn cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Ngay lúc Thượng thần Thiên Huyên muốn ra tay, bà ta cảm nhận được gì đó, bỗng xoay người lại, Thượng thần Thiên Vân ở phía sau bà ta cũng bị thiêu đốt thân xác và linh hồn. Thượng thần Thiên Huyên ngạc nhiên. Thượng thần Thiên Vân khẽ cười, bây giờ trong nền văn minh thiên hành chỉ còn lại hai chúng ta là lớn nhất rồi. Thượng thần Thiên Huyên im lặng không nói. Họ không chống đỡ được thì ai làm đây? Thượng thần Thiên Huyên bật cười, vậy chúng ta cùng nhau dạy bảo quan chấp hành đứng đầu trước kia. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, được. Thượng thần Thiên Huyên xoay người,
một ngọn lửa thiên hành bỗng đốt cháy giữa trán bà ta, gần như cùng lúc đó hai người phụ nữ biến mất khỏi đó. Ầm ầm. Hai cột lửa lao thẳng đến chỗ Phục Võ. Sau khi thiêu đốt thân xác và linh hồn, lúc này khí tức hai người phụ nữ đều đạt đến mức cao nhất, không chỉ khí tức, thực lực cũng đạt đến đỉnh cao. Thời không những nơi hai cột lửa đi qua đều bị tiêu diệt. Lúc này Phục Võ bỗng giơ tay lên, sau đó đè xuống phía trước. Dầm. Hai cột lửa bị chấn áp. Phục Võ biến trưởng thành quyền, đánh một quyền ra. Ầm. Chỉ trong tích tắc hai cột lửa đó bị phá vỡ, hai vị thượng thần lập tức lùi về ra cả 10 vạn trượng. Vèo. Vèo. Vừa dừng lại, lửa thiên hành đang cháy giữa trán hai người bỗng vỡ nát, còn có cả thân xác của hai người cũng thế. Lúc này hai người chỉ còn lại linh hồn. Thấy thế sắc mặt các cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh đều trở nên trắng bệch, trong mắt ai cũng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trong mắt họ, hai vị này là sự tồn tại vô địch, thế mà lại không đỡ nổi một đòn khi ở trước mặt quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Hôm nay nền văn minh thiên hành sẽ kết thúc thật sao? Lúc này ánh mắt Thượng thần Thiên Huyên và Thượng thần Thiên Vân cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, họ biết họ và quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này có sự cách biệt rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế, trong lúc thân xác và linh hồn bị đốt cháy cũng không thể đỡ nổi một đòn của quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này. Ngay lúc này Phục Võ ở đằng xa bỗng tiến đến trước một bước, sức mạnh đáng sợ bỗng cuồn cuộn lao về phía hai người phụ nữ. Thượng thần Thiên Huyên và Thượng thần Thiên Vân ở phía xa nhìn nhau, ánh mắt hai người phụ nữ lóe lên vẻ quyết tâm, ngay khi họ chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên có hai tia thần quang từ trên trời rơi thẳng xuống, cuối cùng bảo vệ hai người phụ nữ. Hai người vô cùng ngạc nhiên. Lúc này sức mạnh đáng sợ mà Phục Võ phóng ra đã nổ tung. Hai tia thần quang đó rung chuyển, sau đó nứt ra nhưng cuối cùng vẫn không bị phá vỡ hoàn toàn. Phục Võ ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời Phong Thần Sư dẫn theo một nhóm cường giả bước đến. Lúc này sắc mặt các cường giả Phong Thần Sư cũng rất nghiêm trọng. Quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Họ cảm thấy rất xa lạ với vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ trước mặt này, người này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng họ biết sở dĩ quan chấp hành đứng đầu có địa vị đặc biệt ở nền văn minh thiên hành là vì vị trước mặt này. Phong Thần Sư nhìn chằm chằm Phục Võ, trầm giọng nói: quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, ta thực sự không biết đúng sai gì trong chuyện năm đó, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, bây giờ những người tham gia năm đó gần như không còn, cho dù bà có tức giận cũng nên bớt giận rồi mới phải chứ. Phục Võ nhìn chằm chằm Phong Thần Sư, không nói gì, chỉ siết chặt tay phải. Phong Thần Sư sầm mặt, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, bà cũng xuất thân từ nền văn minh thiên hành, bà thật sự muốn hủy diệt nền văn minh của mình sao? Đáp lại ông ta là một quyền. Một quyền này khiến Phong Thần Sư và các thần sư bên cạnh ông ta biến sắc, hai vị thần sư cùng tiến ra một bước, hai quyển sách cổ màu vàng bỗng bay ra từ trong tay họ, thoáng chốc có hàng vạn ngàn thần pháp bắn ra từ trong đó, cùng lúc đó trời đất bỗng nứt ra. Từng luồng sức mạnh thần pháp đáng sợ lan tràn ra ngoài, sau đó lao thẳng về phía Phục Võ. Thế nhưng sau khi sức mạnh một quyền đó lao đến, hàng ngàn vạn thần pháp đó bỗng chốc bị phá tan biến thành hư vô, không chỉ thế, hai cuốn sách cổ trong tay thần sư cũng nổ tung, sức mạnh cực lớn khiến cả hai vị thần sư đã lùi về sau cả vài vạn trượng. Sau khi dừng lại, hai vị thần sư đều hoảng sợ. Mạnh thế sao? Sắc mặt Diêm Đà ở một bên cũng thay đổi, gã không ngờ thực lực của quan chấp hành đứng đầu trước kia lại mạnh như thế. Vượt sức tưởng tượng của gã. Trước khi đến, gã còn ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào họ có lẽ có thể ngăn được vị quan chấp hành đứng đầu này, nhưng giờ xem ra mình nghĩ nhiều quá rồi. Đáng sợ quá. Phục Võ bỗng tiến đến trước một bước, một khí tức sức mạnh đáng sợ bỗng tụ lại từ giữa không trung. Bà ta muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Thấy thế hai vị thần sư liếc nhìn nhau, ngay sau đó họ cùng tiến lên một bước, hai vị thần sư xòe hai tay ra, miệng thầm niệm thần ngữ cổ, chỉ thoáng chốc thời không trên đỉnh đầu hai vị thần sư bỗng tách lìa, hai chữ cổ màu vàng chậm rãi bay ra. Chữ thần. Sau khi hai vị thần sư liên tục niệm chú cổ, hai chữ thần đó bỗng phát ra từng luồng sáng vàng đáng sợ, những tia sáng vàng này phủ khắp bầu trời. Thế mà ngăn được sức mạnh khí tức của Phục Võ.
Thấy thế các cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh đều thở phào, trong mắt lại hiện lên tia hy vọng. Lúc này hai vị thần sư cũng thở phào. Có thể đánh. Nhưng ngay lúc này, Phục Võ đó bỗng vung tay lên. Chỉ với một cái vung tay, sức mạnh đáng sợ lập tức quét qua, chỉ trong tích tắc vô số tia sáng vàng vỡ tan, cùng với đó là hai chữ thần màu vàng trên đầu của hai vị thần sư cũng nổ tung. Cùng lúc đó sức mạnh cực lớn và hai vị thần sư chấn động liên tục lùi về sau cả mấy vạn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi dừng lại, thân xác hai vị thần sư bỗng nứt ra. Phong thần sư khó tin nhìn Phục Võ, run giọng nói, bà đã vượt qua chí cảnh. Chí cảnh. Cảnh giới cao nhất của nền văn minh thiên hành hiện nay. Hai người họ đều là cường giả chí cảnh. Nhưng lại chẳng có sức đánh trả ở trước mặt người này. Chỉ một câu giải thích, người trước mặt này đã vượt qua chí cảnh. Phục Võ không trả lời, bà ta lại tiến đến trước một bước. Thấy thế phong thần sư biến sắc, vội lấy một lệnh bài ra cho mời thần tổ. Gọi cả tổ tông. Người thành lập thần pháp điện năm đó, tạo ra một đạo riêng biệt. Thần pháp đạo. Mời thần tổ. Đối mặt với quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, phong thần sư quyết định sử dụng con át chủ bài cuối cùng của thần pháp điện. Không có cách nào khác, thật sự đánh không lại. Sau khi phong thần sư khởi động lệnh bài, có một luồng thần quang phóng thẳng lên trời, thần quang chậm rãi ngưng tụ thành một ảo ảnh. Toàn bộ cường giả trong sân đều nhìn hư ảnh kia, chỉ chốc lát sau, ảo ảnh đã ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc thần bào. Trên áo choàng có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ, chúng giống như nòng nọc, lít cha lít chít, tay phải của ông ta cầm một cây bút màu vàng. Thần tổ. Người kiến tạo nên thần pháp đạo của nền văn minh thiên hành. Cây bút đang cầm trong tay ông ta chính là bút thần pháp xếp thứ 3 trong 10 pháp khí lớn của nền văn minh thiên hành. Cán bút được chế tạo từ xương rồng của thần long thượng cổ, thần long thượng cổ này chính là cường giả siêu phàm của nền văn minh cấp 5. Năm đó từng bị nền văn minh thiên hành tiêu diệt. Tộc thần long viễn cổ. Bây giờ, nền văn minh thần long đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử, chỉ có một số ít cường giả của nền văn minh thiên hành mới biết chủng tộc này rốt cuộc mạnh mẽ đến thế nào. Trong tất cả đối thủ của nền văn minh thiên hành, tộc thần long viễn cổ này có thể xếp trong top 3. Điều đáng nói là cán bút của bút thần pháp không chỉ được chế tạo từ một bộ xương rồng, mà là được tạo thành từ 10 vạn bộ xương rồng thần long, đầu bút lông được tạo thành từ 10 vạn miếng vảy ngược của thần long, vứt một sợi lông bút có thể tiêu diệt hàng tỷ vạn vũ trụ tinh thần. Sau khi thần tổ xuất hiện, hai thần sư đứng trong sân vội vàng hành lễ, giọng nói không nói nổi xúc động và phấn khích bái kiến thần tổ. Trong mắt những thần sư tu luyện thần pháp ở thần pháp điện thì thần tổ chính là sự tồn tại như thần linh. Còn những người của nền văn minh thiên hành đứng đó, khi nhìn thấy hồn phách của vị thần tổ trong truyền thuyết này, ánh mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Phục Võ nhìn thần tổ trước mặt, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề kích động. Thần tổ cũng đang nhìn Phục Võ, ánh mắt ông ta không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông ta là nhóm cường giả đầu tiên của nền văn minh thiên hành, vì thế nên ông ta không biết Phục Võ trước mặt, nhưng ông ta biết người trước mặt là người của nền văn minh thiên hành. Nền văn minh thiên hành xảy ra nội loạn rồi sao? Thần tổ cau mày, rất nghi ngờ. Phong thần sư đứng bên cạnh thấy được sự nghi ngờ của thần tổ, vội vã lên tiếng giải thích. Sau khi nghe phong thần sư giải thích, sắc mặt thần tổ trở nên u ám. Phục Võ nhìn chằm chằm thần tổ, không nói nhiều lời, vung tay đánh ra một quyền. Quyền pháp tự nhiên, đại đạo chí giản. Ở chân trời, thần tổ híp mắt lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Ông ta cầm bút thần pháp tiến về phía trước một bước, phía trên đầu bút xuất hiện một luồng thần quang. Rầm. Đầu bút phung xuống, thời không giống như từng luồng sóng uốn lượn lăn tăn. Chỉ dằn co tức thì. Đùng. Thần quang bay ra, thần tổ liên tục lùi lại nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của hai vị thần sư và đám chấp pháp kiếm vệ bỗng nhiên trở nên u ám. Sau khi thần tổ dừng lại, cơ thể ông ta đột nhiên trở nên mờ ảo, dù sao cũng không phải bản thể. Thần tổ nhìn chằm chằm Phục Võ, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, ông ta không ngờ trong số những hậu nhân của nền văn minh thiên hành lại có thể xuất hiện cường giả đáng sợ đến thế.
Phục Võ từng bước đi về phía trước. Rầm. Theo từng bước chân của ông ta, trời đất đột nhiên trở nên mù mịt. Thần tổ đột nhiên vung bút về phía chút, thần pháp vực. Đùng. Chỉ trong nháy mắt, tinh không nơi ông ta và Phục Võ đứng bỗng nhiên trở nên mờ mịt, chốc lát sau bọn họ đã lạc vào tinh không vô tận. Vẻ mặt Phục Võ như thường, lặng lẽ nhìn vị thần tổ trong truyền thuyết đang đứng trước mặt. Thần tổ nhìn chằm chằm Phục Võ, ông ta biết có nói gì nữa cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Chỉ cần chiến đấu. Bởi vì ông ta nhìn thấy sát ý và sự lạnh lẽo trong ánh mắt người trước mặt. Thần tổ bước ra phía trước, bút thần pháp trong tay ông ta đột nhiên run lên, sau khi ông ta vung bút, chỉ trong chớp mắt đã có vô số ánh sáng thần pháp phun trào ra từ bên trong, cả tinh hà thời không vô tận bắt đầu tan vỡ trong nháy mắt. Dùng hết sức lực cho một đòn này. Ông ta hiểu rất rõ, đối mặt với quan chấp hành đứng đầu này, ông ta chỉ có duy nhất một cơ hội ra tay. Ánh sáng của thần pháp vô biên vô tận. Cơ thể của ông ta đã nhanh chóng tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, Phục Võ đứng đằng xa đột nhiên mở tay ra, ngay sau đó lại âm thầm nắm chặt. Đùng. Khắp trời đất, toàn bộ thần quang ngưng động. Thời gian dường như ngừng lại. Yên lặng chốc lát. Đùng. Tất cả thần quang vỡ tan nát, như pháo hoa nở rộ bên trong vũ trụ ngân hà vô tận này, nhưng cũng ngay lập tức úa tàn. Vũ trụ tinh không khôi phục lại sự yên tĩnh. Thần tổ nhìn Phục Võ đứng phía xa, ánh mắt sâu xa, thì ra ngươi đã đột phá cực hạn của nền văn minh thiên hành, đạt đến cảnh giới chỉ có thần tổ của nền văn minh mới đạt được. Ông ta còn chưa nói xong, Phục Võ đã xoay người rời khỏi đó. Thần tổ đột nhiên nói, ngươi là người của nền văn minh thiên hành. Ông ta vẫn muốn thử lần cuối cùng. Đằng xa, Phục Võ không quay đầu, bây giờ thì không phải nữa rồi. Nói xong, cả vũ trụ tinh không đột nhiên bắt đầu tan vỡ hoàn toàn. Lối vào tổ địa thiên hành, tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành đều đang nhìn về phía chân trời, bỗng nhiên một cây bút từ từ rơi xuống. Bút thần pháp. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hai vị thần sư đột nhiên trở nên trắng bệch. Thất bại rồi sao? Lúc này, thời không xa xa bỗng nhiên nứt lìa, Phục Võ chậm rãi bước ra. Ngay lúc đó, tia hy vọng được vừa được thắp sáng của đám cường giả của nền văn minh thiên hành lại lần nữa bị dập tắt. Liệu ai có thể đánh bại quan chấp hành đứng đầu này đây? Lúc này Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thực lực của vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này hoàn toàn vượt xa những gì bọn họ biết. Bây giờ tìm khắp nền văn minh thiên hành, có lẽ chỉ có thiên hành chủ và quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ mới có thể chiến đấu với bà ta một trận. Thượng Thần Thiên Vân quay đầu nhìn Thượng Thần Thiên Huyên, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ, bà ta. Thượng Thần Thiên Huyên lắc đầu. Thượng Thần Thiên Vân cau mày, ác đạo minh, vũ trụ vô gian. Nếu bà ta thuộc hai thế lực này, bà ta chắc chắn sẽ dốc hết sức để ngăn cản quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ quay về. Đúng lúc này, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ đột nhiên đi về phía này, mỗi bước đi của bà ta, có những sức mạnh đáng sợ dâng lên khắp trời đất. Cả thế giới bắt đầu từng chút bị bao phủ. Phong thần sư bỗng nhiên mở tay ra, bút thần pháp đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên dứt khoát, cơ thể và linh hồn đều cháy bùng lên. Cùng lúc đó, cơ thể và linh hồn của một thần sư đứng bên cạnh ông ta cũng bốc cháy. Hai vị thần sư nhìn nhau, đều mỉm cười. Bọn họ biết bọn họ không phải đối thủ của quan chấp hành đứng đầu. Nhưng đã đến nước này thì bọn họ không thể không xông lên. Bởi vì bây giờ thiên hành chủ và quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ không có mặt, bọn họ là người lớn nhất ở đây. Bọn họ không đánh, thì ai đánh đây? Nhìn thấy hai vị thần sư đốt cháy cơ thể và linh hồn, ánh mắt những cường giả của nền văn minh thiên hành đứng xung quanh nhuốm đầy vẻ đau thương. Phong thần sư đột nhiên nói, các vị, chúng tôi đi trước một bước đây. Vừa nói xong. Hai thần quang đang bốc cháy đột nhiên lao nhanh vào trong chiến trường, bay thẳng về phía quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Hai khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giống như nước lũ dâng trào, khí tức tỏa ra khiến cho những cường giả xung quanh trở nên khó thở. Bỗng nhiên, Phục Võ ở đằng xa bước lên phía trước, sau khi bước lên một bước, hai thần quang kia đột nhiên dừng lại, chỉ lát sau, hai thần quang đã nổ tung,
ngoài ra còn có hai vị thần sư nổ tung với hai người họ. Phục Võ phất tay áo. Những mảnh vỡ của hai thần quang và hai thần sư biến mất giữa trời đất. Bút thần pháp cũng vỡ nát tươm, sau đó nó cứ vậy tan biến. Áp chế toàn bộ. Hai thần sư chết trận. Trời đất trở nên tĩnh lặng. Lúc này, vô số cường giả của nền văn minh thiên hành cảm thất rất tuyệt vọng. Thượng thần Thiên Vân và Thượng thần Thiên Huyên nhìn nhau, Thượng thần Thiên Huyên nói nhỏ, thật sự là quá mạnh. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, đúng vậy. Thượng thần Thiên Huyên mỉm cười, ta không ngờ, có một ngày nền văn minh thiên hành sẽ bị hủy trong tay người của mình. Thượng thần Thiên Vân nhìn thấy Phục Võ đang chậm rãi đi tới, nói nhỏ, nên đi rồi. Thượng thần Thiên Huyên gật đầu. Tiếp đó, đùng đoàng, hai linh hồn bị đốt cháy đột nhiên cuồn cuộn từ trong chiến trường bay ra, xông thẳng về phía Phục Võ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Bởi vì bây giờ bọn họ là thượng thần, là quan lớn nhất của nền văn minh thiên hành. Chết trận à? Việc cần làm thì vẫn phải làm. Đằng xa, vẻ mặt Phục Võ bình tĩnh, bà ta vung tay lên. Rầm rầm. Hai linh hồn bốc cháy kia đột nhiên khựng lại, thời gian giống như ngừng lại, chỉ chốc lát sau hai linh hồn bốc cháy kia đã vỡ nát. Hai vị thượng thần chết trận. Trời đất yên tĩnh như không còn sự sống. Toàn bộ cường giả của nền văn minh thiên hành xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của họ ngập tràn đau xót và tuyệt vọng. Phục Võ tiếp tục bước tới. Lúc này, Diêm Đà đột nhiên nói, chấp pháp kiếm vệ có ở đây không? Phía sau lưng gã đột nhiên vang lên 12 tiếng rút kiếm, tiếp đó 12 chấp pháp kiếm vệ thiêu cháy cả cơ thể và linh hồn của chính mình. Diêm Đà cũng thiêu đốt chính cơ thể và linh hồn của mình. Diêm Đà nhìn Phục Võ đứng phía xa, ánh mắt kiên định, các vị, xin hãy chết cùng ta. Dứt lời, gã biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Phía sau gã là 12 tia kiếm quang đang bốc cháy. Phục Võ đứng phía xa không dừng lại, bà ta tiếp tục đi tới, 12 tia kiếm quang bốc cháy đột nhiên vỡ vụn, sau đó 12 chấp pháp kiếm vệ đã hóa thành tro bụi, biến mất trong chốc lát. Không còn dấu vết. Tất cả chấp pháp kiếm vệ đều đã chết trận. Phục Võ vẫn tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên có một ông lão xuất hiện trước mặt Phục Võ. Đó là tướng nội các Cố Khâm. Cố Khâm nhìn chằm chằm Phục Võ, nội vệ nội các đang ở đâu? Ông ta vừa nói xong, sau lưng ông ta bỗng nhiên xuất hiện 10 cường giả của nội các. Cố Khâm nhìn chăm chú Phục Võ, xin các vị chết với ta. Đùng. Mười mấy người đồng thời thiêu đốt cơ thể và linh hồn, tiếp đó, hơn mười mấy tia kiếm quang xông về phía Phục Võ. Phục Võ vẫn không dừng bước, tiếp tục đi đến, chỉ lát sau hơn 10 tia lửa kia đã hoàn toàn tan vỡ, biến thành hư không. Toàn bộ nội các đã chết trận. Quân cận vệ ở đâu? Hơn 10 tia khí tức xung quanh bay ra. Chốc lát. Toàn bộ điện cận vệ đã chết trận. Điện chấp pháp ở đâu? Toàn bộ điện chấp pháp chết trận. Thần phủ vệ ở đâu? Toàn bộ thần phủ vệ chết trận. Bây giờ Phục Võ đã đi đến lối vào tổ địa, bà ta dừng bước, có một cô gái đứng cách trước mặt bà ta không xa, cô gái đó đang cầm một sâu kẹo hồ lô. Tịnh An. Tịnh An liếm kẹo hồ lô, cô ta thấy Phục Võ đứng gần mình như vậy, cơ thể run lẩy bẩy, suýt chút nữa không nắm chặt được sâu kẹo hồ lô. Cô ta rất sợ. Nhưng cô ta không thể lùi bước. Bởi vì bây giờ cô ta là người lớn nhất rồi. Cô ta cố vực dậy can đảm nói, ám vệ đang ở đâu? Mười mấy cường giả ám vệ xuất hiện sau lưng cô ta. Tịnh An run rẩy nói, điện chủ ám điện Tịnh An, xin chết. Dứt lời, cô ta và đám ám vệ phía sau đồng loạt bốc cháy, sau đó xông về phía Phục Võ. Ngay lập tức, Phục Võ lao vọt vào tổ địa. Bên ngoài, toàn bộ ám vệ đã chết trận. Điện chủ ám điện Tịnh An chết trận. Ngay lúc thần hồn của Tịnh An sắp hoàn toàn tan biến, đột nhiên có một tiếng kiếm vang vọng lên từ trong sân, sau đó, một thanh kiếm cắm thẳng vào giữa chân mày của Tịnh An, cưỡng ép chân áp thần hồn của Tịnh An. Kiếm Thanh Huyên. Nhất niệm xuất hiện ở bên cạnh Tịnh An. Cô ta vội vàng ôm lấy cơ thể và linh hồn không ngừng hư ảo của Tịnh An,
giọng nói run rẩy, Tịnh An. Tịnh An hấp hối nhìn Nhất Niệm vừa xuất hiện, cô ta nắm lấy tay của Nhất Niệm, nhỏ giọng nói, sư phụ mất rồi. Những giọt nước mắt của Nhất Niệm bỗng trào ra. Nước mắt của Tịnh An cũng chậm rãi tuôn trào, ta luôn rất muốn được làm thiên hành chủ, vì ta muốn cải cách, muốn làm một điều gì đó lớn lao. Nhưng vào lúc sư phụ mất đi ta mới nhận ra rằng, thì ra ta muốn làm thiên hành chủ, muốn làm một việc gì đó lớn lao là vì muốn sư phụ được nở mày nở mặt, muốn bà ấy tự hào. Cho nên lúc bà ấy mất, ta không muốn làm thiên hành chủ nữa. Vừa nói cô ta vừa nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Nhất Niệm, muốn nói lại thôi. Nhất Niệm ôm cô ta thật chặt, nước mắt tuôn ra không ngừng, cô nói đi, cô nói đi, cô muốn gì ta cũng sẽ đồng ý, thật đó. Tịnh An khẽ mỉm cười, không nói gì, đôi mắt cô ta từ từ nhắm lại. Cô ta không muốn làm người bạn thân của mình khó xử. Nhìn thấy cảnh này, Nhất Niệm bỗng sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng run giọng nói, tháp ra. Tiểu tháp vội vàng nói, người đừng sợ, tiểu hồn đã áp chế được nguồn sức mạnh đáng sợ đó trong cơ thể cô ta rồi. Ta tới giúp ngay. Vừa nói, nó vừa biến thành một luồng kim quang chui vào trong cơ thể của Tịnh An. Bùm! Kim quang bao trùm cơ thể của Tịnh An, tuy nhiên, linh hồn của cô ta vẫn càng lúc càng mờ nhạt. Giờ phút này, tháp gia cũng có hơi hoảng hốt. Mẹ nó! Đây là loại sức mạnh gì vậy? Ngay cả nó và tiểu hồn cùng nhau hợp sức lại cũng không xử lý được. Người phụ nữ đó kinh khủng như vậy sao? Dường như Nhất Niệm đã nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên run rẩy nói, mau dẫn cô ấy đến cây thần sinh mệnh, nhanh lên. Tiểu tháp vội vàng đưa Tịnh An đến phía trước của cây thần sinh mệnh ở bên trong tháp. Nhất Niệm cũng xuất hiện ở trước cây thần sinh mệnh, cô ta ôm lấy Tịnh An, quỳ xuống trước cây thần sinh mệnh, giọng nói run run, xin cây thần hãy cứu lấy cô ấy. Lúc này, một giọng nói hiền hòa bỗng truyền ra từ bên trong cây thần, Nhất Niệm, người có bằng lòng trở thành thiên hành chủ không? Nhất Niệm sửng sốt. Giọng nói hiền hòa ấy lại nói tiếp, nếu như người bằng lòng, ta sẽ làm hết sức mình quét sạch nguồn sức mạnh bên trong cơ thể của cô ta. Thật lòng xin lỗi vì đã dùng phương pháp này để ép buộc cô, nhưng nền văn minh thiên hành đang gặp phải họa lớn. Nếu như cô không muốn trở thành thiên hành chủ thì ta thấy, nền văn minh thiên hành không còn hy vọng gì nữa. Nhất Niệm nhỏ giọng nói, thiên hành chủ là Tịnh An. Cây sinh mệnh thiên hành im lặng. Nhất Niệm lại nói tiếp, nhưng ta sẵn lòng làm quan chấp hành đứng đầu. Cây sinh mệnh thiên hành nói, được rồi, vậy bây giờ, mời cô đọc bản tuyên bố nhậm chức của quan chấp hành đứng đầu ở đây. Nhất Niệm nhìn vào Tịnh An đang ngày càng yếu ớt hơn trong vòng tay mình, cô ta chậm rãi giơ tay phải lên, ta là Nhất Niệm, xin thề với trời, sống với ý chí của mình, không sợ hãi trước mặt kẻ thù mạnh, bảo vệ mọi người, thà chết chứ không khuất phục. Chỉ cần ở sau lưng ta có Tịnh An, ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Trong nháy mắt, từ bên trong cây sinh mệnh thiên hành, một ấn sinh mệnh mạnh mẽ chui vào giữa chân mày của Nhất Niệm. Khí tức của Nhất Niệm ngay lập tức điên cuồng tăng vọt. Truyền thừa của cây sinh mệnh thiên hành. Lúc này, một luồng sức mạnh dịu dàng nâng Tịnh An trong vòng tay của Nhất Niệm lên, dưới ánh nhìn chăm chú của Nhất Niệm, Tịnh An bị đưa vào bên trong cây sinh mệnh thiên hành. Giọng nói ấm áp của cây sinh mệnh thiên hành vang lên, Nhất Niệm, nền văn minh thiên hành trông cậy vào cô. Nhất Niệm im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Chấm chấm chấm. Tổ địa của nền văn minh thiên hành. Khoảnh khắc nhìn thấy Phục Võ đi vào bên trong tổ địa, tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành lập tức tuyệt vọng. Nếu tổ địa bị phá hủy thì cho dù nền văn minh thiên hành có cây sinh mệnh thiên hành cũng vô dụng. Tổ địa và cây sinh mệnh thiên hành không đều thể thiếu. Bây giờ nền văn minh thiên hành sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Lúc này, có một người đột nhiên nói, mọi người nhìn kìa. Tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành lần lượt nhìn về hướng tổ địa, Phục Võ ngừng bước lại. Có một cô gái đang đứng trước mặt bà ta. Nhất Niệm. Nhìn thấy Nhất Niệm đứng ra, các cường giả của nền văn minh thiên hành đều sửng sốt, ngay sau đó đều trở nên phức tạp. Cách đây không lâu, nền văn minh thiên hành suýt chút nữa đã giết chết Nhất Niệm, nhưng bây giờ, Nhất Niệm lại đứng ra. Một cảm giác áy náy bắt đầu lan ra từ sâu trong lòng rất nhiều cường giả nền văn minh thiên hành.
Phục Võ nhìn chằm chằm vào Nhất Niệm, không nói câu nào, giờ phút này, bà ta chỉ có một suy nghĩ, hủy diệt nền văn minh thiên hành. Kẻ nào cản thì giết kẻ đó. Nhất Niệm bỗng nói, bà không sai. Phục Võ cau mày lại. Nhất Niệm nhẹ nhàng nói, cách đây không lâu, ta từng dẫn một người đàn ông của nền văn minh bên ngoài đến đây, bọn họ cũng không cho phép bọn ta ở bên nhau, còn suýt chút nữa đã giết bọn ta. Phục Võ nói, là kiếm tu đó sao? Nhất Niệm gật đầu. Phục Võ nhìn chằm chằm vào Nhất Niệm, ta có thể không giết cô. Nhất Niệm nói, ta muốn nói chuyện với bà. Phục Võ lắc đầu, ta không muốn nói chuyện. Nhất Niệm nói, ta có một cô, bà ấy có năng lực rất mạnh mẽ, chỉ cần không phải thật sự bị tiêu diệt, bà ấy sẽ có thể cưỡng ép khiến người chết sống lại, có lẽ ta có thể giúp được bà. Phục Võ lại lắc đầu, thần hồn của người đó đã tắt rồi. Mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhất Niệm còn định nói điều gì đó, Phục Võ lại nói tiếp, ta cho cô một cơ hội cuối cùng, rời đi ngay, ta không sẽ không giết cô. Nhất Niệm nhẹ giọng nói, bà thật sự muốn hủy diệt nền văn minh thiên hành sao? Phục Võ nhìn chằm chằm vào Nhất Niệm, nếu người đàn ông mà cô yêu bị giam cầm hàng trăm triệu năm, cuối cùng bị tra tấn đến chết thì cô sẽ làm gì? Nhất Niệm im lặng. Phục Võ đi chậm rãi đến chỗ Nhất Niệm, ta đã từng chiến đấu với vô số nền văn minh vũ trụ khác vì nền văn minh thiên hành, lập được vô số thành tích. Sau đó, chỉ vì ta yêu một người đàn ông của nền văn minh ngoại tộc, ngay lập tức bọn họ lại xem ta như một tai họa, xem ta là nỗi sỉ nhục đối với nền văn minh thiên hành, cảm thấy ta đã làm bẩn dòng máu thuần khiết của nền văn minh thiên hành, cô có biết bọn họ đã đối xử với ta thế nào không? Nhất Niệm khẽ thở dài. Cách đây chưa lâu, Nhất Niệm từng trải qua chuyện này rồi, bây giờ cô ta vẫn còn oán hận nền văn minh thiên hành, nếu không phải vì Tịnh An, cô ta tuyệt đối sẽ không chiến đấu. Phục Võ đột nhiên rơi nước mắt, bọn họ sỉ nhục ta, muốn giết chết ta, ta có thể nhịn, nhưng ông ấy đã làm sai chuyện gì chứ? Năm đó, bọn họ từng hứa với ta, chỉ cần ta khoanh tay chịu trói bọn họ sẽ buông ta cho ông ấy, thả ông ấy trở về quê hương, nhưng bọn họ không làm thế. Bọn họ tra tấn ông ấy đến chết. Nói đến đây, ánh mắt bà ta đột nhiên trở nên rất hung tợn, bởi vì năm đó ta không nhẫn tâm giết hại người trong tộc nên mới thỏa hiệp với bọn họ. Nếu không năm đó ta đã giết chết hết bọn họ rồi, nhưng bọn họ lại gạt ta, cô nói xem bọn họ có đáng chết hay không. Hả? Đùng. Bỗng chốc, có một sức mạnh khí tức đáng sợ đột nhiên thổi qua nơi này. Đằng xa, vẻ mặt Nhất Niệm đột nhiên thay đổi. Cô ta mở bật hai tay ra, phút chốc, trước mặt cô ta đột nhiên trở nên mơ hồ, những sức mạnh thời không bí ẩn không ngừng trào ra từ bên trong, sức mạnh thời không thần bí này lại có thể mạnh mẽ ngăn chặn được sức mạnh của Phục Võ. Đúng lúc đó, Phục Võ bỗng nhiên biến mất. Nhất Niệm giật mình, tay phải kéo thẳng về phía trước, thời không như thác nước ùng ùng chảy xuống, tạo nên một bức tường thời không đáng sợ. Rầm. Bức tường thời không đáng sợ kia rung động kịch liệt. Nó mở toang, tiếp đó lại có một sức mạnh đáng sợ hơn tỏa ra, bức tường thời không lập tức vỡ tan nát. Vào lúc đó, Nhất Niệm đã xuất hiện cách đó hơn ngàn trượng, không chỉ như thế, thời không trước mặt cô ta đột nhiên biến thành những ô vuông quái dị, mỗi ô vuông đều chứa đựng một ngọn lửa thiên hành. Nhất Niệm lật tay lại, bắt hợp hai tay. Tất cả ô vuông thời không ngay lập tức ép thành một hàng. Đùng. Sức mạnh đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa trong phút chốc đã lan tỏa khắp cả đất trời. Đằng xa, Phục Võ nhìn thời không gấp lại trước mặt Nhất Niệm, bà ta hơi cau mày, ngay sau đó bà ta đột nhiên biến mất. Nhất Niệm nhẹ nhàng mở nếp gấp thời không ra. Đùng. Trước mặt Nhất Niệm bỗng bừng nổ một ngọn lửa, sức mạnh to lớn lập tức ép Phục Võ ngừng lại. Nhưng lúc đó, Phục Võ bỗng tung ra một quyền. Bùm. Đóa hoa lửa kia đột nhiên vỡ nát, Nhất Niệm bị chấn bay xa gần ngàn trượng. Phục Võ không tiếp tục ra tay, bà ta cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của chính mình, làn da trên cánh tay phải đã chóc ra, máu tươi không ngừng trào ra. Bà ta bị thương. Đây là lần đầu tiên bà ta bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cường giả còn sống của nền văn minh thiên hành lập tức trở nên sôi nổi. Lần đầu tiên có người có thể làm bị thương quan chấp hành đứng đầu Phục Võ thế này. Phục Võ ngẩng đầu nhìn Nhất Niệm đằng xa, vẻ mặt bà ta bình tĩnh, thời không, thú vị lắm. Nhất Niệm lau máu tươi trên miệng,
Cô ta đang muốn nói chuyện, đúng lúc đó, Phục Võ đột nhiên bước về phía cô ta, từng bước, thời không xung quanh Nhất Niệm bắt đầu từng chút vỡ nát. Nhất Niệm sợ hãi, cô ta muốn lùi lại nhưng lúc đó bỗng có một sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ trấn áp cô ta tại chỗ. Khí tức chết chóc. Nhất Niệm chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ trong chớp mắt, thời không xung quanh cô ta vốn dĩ đã sắp vỡ nát lại bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Tiếp đó, thời không lại biến thành những ô vuông thời không. Gấp lại lần nữa. Ép lại lần nữa. Rầm. Một sức mạnh thời không đáng sợ thế như nước lũ cuốn lấy đất trời, đám cường giả của nền văn minh thiên hành rất hoảng hốt, bọn họ gấp gáp lui về phía sau, rời khỏi khu vực chiến trường này. Sức mạnh của Phục Võ hoàn toàn bị sức mạnh thời không mạnh mẽ của Nhất Niệm trấn áp, nhưng chỉ trong nháy mắt, sức mạnh thời không này lại lần nữa vỡ tan, cùng lúc đó có một nắm đấm đánh tới trước mặt cô ta. Bùm! Nhất Niệm liên tục lùi lại mấy nghìn trượng, cô ta vừa dừng lại, lấy cô ta làm trung tâm, thời không trong vòng phạm vi 10.000 trượng vỡ tan nát. Nhất Niệm ẩn mình trong một khoảng thời không tối đen. Nhất Niệm nhìn Phục Võ, khóe miệng chậm rãi trào máu tươi. Vẻ mặt của cô ta rất nghiêm trọng, thực lực của người từng là quan chấp hành đứng đầu đang đứng trước mặt cô ta rất đáng sợ. Hơn nữa, cô ta có thể cảm nhận được, đối phương đã đánh đến lúc này rồi, nhưng bà ta vẫn chưa thật sự nghiêm túc đánh. Phục Võ đứng cách đó không xa, bà ta nhìn chằm chằm Nhất Niệm, thời không rất thú vị, nhưng người còn chưa nắm giữ nó đủ đâu. Nói xong, bà ta vung tay áo lên. Khoảng thời không vốn đã vỡ nát của Nhất Niệm bỗng chốc bốc cháy hừng hực. Nhất Niệm bỗng nhiên đứng trong biển lửa, vô số sức mạnh đáng sợ kia không ngừng hủy diệt thời không xung quanh. Nhất Niệm sợ hãi trong lòng, đương nhiên cô ta sẽ không ngồi chờ chết, cô ta bỗng nâng hai tay lên, thời không đang bốc cháy xung quanh lập tức trở nên mơ hồ, vậy mà chúng nó lại dần dần khôi phục lại. Thời không hồi phục lại như ban đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phục Võ rất ngạc nhiên, bà ta lần đầu tiên gặp năng lực của loại thời không này, nó rất đặc biệt. Thời không xung quanh Nhất Niệm nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cùng lúc đó, thời không xung quanh cô ta trở nên mờ ảo, sức mạnh thời không thần bí lần nữa xuất hiện giữa trời đất. Phục Võ nhắm mắt lại, cơ thể chậm rãi trở nên mờ ảo. Phía xa, đôi mắt Nhất Niệm co rút lại, vừa mới hội tụ vô số sức mạnh thời không kia, thì một cái bóng đã xông đến trước mặt cô ta. Bùm! Chỉ trong chốc lát, vô số sức mạnh thời không đã vỡ tan tành. Đùng! Nhất Niệm bay thẳng ra ngoài, phút chốc đã biến thành một chấm đen phía chân trời. Phục Võ nhẹ nhàng đạp chân phải. Khu vực thời không chứa chấm đen đó vỡ nát bét. Phục Võ tiếp tục đi về phía tổ địa thiên hành, nhưng chưa được mấy bước, bà ta bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thời không vốn dĩ đã bị phá vỡ đó bỗng nhanh chóng khôi phục, thoáng chốc khu vực thời không đó đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nhất Niệm xuất hiện trong vùng thời không đó. Lúc này cơ thể cô ta vô cùng quỷ dị và hư ảo, dường như hòa vào một thể với thời không, nhưng lại giống như ở một vùng thời không khác. Thấy thế ánh mắt Phục Võ lại hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lần này bà ta hơi bất ngờ thật. Thời không tái tạo. Không chỉ là thời không tái tạo mà trong đó còn chứa rất nhiều thuật thao túng thời không kỳ dị, khả năng này đã vượt ra khỏi sự hiểu biết về đạo thời không của nền văn minh thiên hành. Phục Võ nhìn Nhất Niệm. Tay phải bà ta bỗng xòe ra, sau đó dần siết chặt lại. Xoạt! Thời không giữa không trung bắt đầu nứt ra từng chút. Tận cuối tầm nhìn, sắc mặt Nhất Niệm trở nên nghiêm trọng, hai tay cô ta nhanh chóng di chuyển trước mặt, một lúc sau thời không xung quanh cô ta bỗng méo mó. Lúc này Phục Võ bỗng biến mất. Nhất Niệm bỗng giơ tay phải lên, sau đó rơi mạnh xuống. Khi bàn tay này giáng xuống, khu vực thời không nơi chỗ cô ta bùng cháy, vô số sức mạnh hủy diệt trời đất dâng trào lao đến. Các cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh hoảng sợ, đều vội lùi về sang, cách xa khu vực này. Lúc này Phục Võ vừa lúc đi vào khu vực này, hai ngón tay bà ta hợp lại, sau đó giơ lên. Ầm! Thời không bùng cháy nơi ngón tay chỉ đến đó chấn động, sau đó lập tức nổ tung. Nhưng lúc này vô số lực lượng thời không hủy diệt trời đất lao đến trước mặt bà ta khẽ cau mày, phất tay áo. Rầm. Thời không chỗ hai người đứng bỗng nổ tung như pháo hoa, hai người cùng lùi về sau. Nhưng Phục Võ chỉ lùi ra xa mấy trượng rồi dừng lại, cơ thể bà ta bỗng biến mất.
Bùm! Một luồng sức mạnh cực lớn như sấm chớp cuồn cuộn lao đến. Trời đất chấn động dữ dội. Nhất Niệm ở đằng xa bị văng ra xa mấy chục vạn trượng thì dừng lại, cô ta còn chưa kịp phản ứng, Phục Võ đã xuất hiện trước mặt cô ta. Nhất Niệm giật mình, đang định thao túng thời không lần nữa, nhưng lúc này Phục Võ vung tay áo lên, thời không chỗ cô ta bị phá vỡ, cùng lúc đó một sức mạnh vực bí ẩn bao phủ cô ta. Lãnh vực. Đây là lần đầu cô ta thi triển lãnh vực. Dưới sự trấn áp của lãnh vực này, cuối cùng Nhất Niệm cũng không thể tái tạo thời không lần nữa, sau đó thời không chỗ cô ta bị phá vỡ. Nhưng lần này Nhất Niệm lại không bị sao cả, vì cô ta đã không còn ở thời không hiện tại nữa. Ngay sau đó Phục Võ giơ ngón tay lên, phá. Lần này một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy thời không trước mặt bà ta bắt đầu phá vỡ hủy diệt từng tầng, chỉ thoáng chốc cả vạ thời không bị phá hủy, Nhất Niệm cũng bị bà ta ép buộc phải bước ra từ trong thời không nào đó. Hai tay Nhất Niệm siết chặt, thời không bị phá vỡ xung quanh lập tức bắt đầu khôi phục. Cưỡng ép tái tạo thời không. Thế nhưng mấy thời không này vừa khôi phục, Phục Võ đã vung tay lên. Ầm. Tất cả thời không khôi phục đó lập tức vỡ tan. Bà ta cũng không ra tay với Nhất Niệm nữa. Thấy thế sắc mặt Nhất Niệm trở nên trắng bệch, cô ta biết lúc này Phục Võ không đánh hết sức. Trước đó đối phương không hề nghiêm túc. Phục Võ nhìn Nhất Niệm, khả năng thao túng thời không khá đấy. Dứt lời, bà ta bỗng xòe tay ra, sau đó giơ lên trên, thoáng chốc Nhất Niệm bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể động đậy. Lúc này thời không xung quanh bị chấn áp, Nhất Niệm cũng không thể điều động được. Tay phải Phục Võ bỗng bị nắm chặt lại, nhưng vào lúc này một tiếng kiếm đột nhiên vang lên, ngay sau đó sức mạnh bí ẩn giam cầm Nhất Niệm bị chém vỡ. Diệp Quân xuất hiện bên cạnh Nhất Niệm, tay hắn cầm kiếm Thanh Huyên. Phục Võ bỗng phất tay áo. Diệp Quân biến sắc vội kéo Nhất Niệm ra sau lưng, hai tay cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Vèo. Kiếm quang bị phá vỡ, Nhất Niệm và Diệp Quân bị chấn động văng ra xa vài vạn trượng, vừa dừng lại thời không phía sau họ biến thành tro tàn. Dòng máu chảy ra từ khóe miệng Nhất Niệm và Diệp Quân. Phục Võ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Quân cười khổ, mình vừa tu thành thiên hành thể, thế nhưng không ngờ vẫn bị đánh bại nhanh như thế. Mẹ nó chứ, đau lòng quá. Như biết được Diệp Quân nghĩ gì, Tiểu Tháp nói, bây giờ ngươi khá giống cha ngươi rồi, năm đó cha ngươi cũng như thế. Diệp Quân nói, cha ta đau lòng hơn ta à? Tiểu Tháp nói, cũng đau lòng gấp 10 lần. Diệp Quân. Tiểu Tháp lại nói, thực lực của người phụ nữ này rất đáng sợ, cho đến giờ bà ta vẫn chưa đánh một cách nghiêm túc, ngươi và Nhất Niệm đều không phải là đối thủ của bà ta. Diệp Quân nhìn Phục Võ ở phía xa, cảm giác đối phương mang lại cho hắn khá giống Tịnh Tông chủ năm đó. Còn hai người này ai mạnh hơn thì hắn cũng không thể xác định. Phục Võ nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, kiếm khá đấy. Nói rồi bà ta đi về phía tổ địa. Diệp Quân nhìn Phục Võ, không đánh nữa. Người ta đã nương tay thế rồi, còn đánh nữa thì đúng thật là không biết tốt xấu. Ánh mắt Nhất Niệm lóe lên tia phức tạp, cũng không ra tay nữa. Vì cô ta biết cho dù cô ta và Diệp Quân hợp sức lại cũng không thể là đối thủ của quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này. Tạo nghiệp. Nghiệp do thiên hành chủ đời trước tạo ra giờ lại để nền văn minh thiên hành đời này gánh chịu. Cứ thế Phục Võ bước vào tổ địa trong ánh mắt chăm chú tất cả cường giả nền văn minh thiên hành. Đã không còn cường giả bước ra ngăn cản nữa. Trong tổ địa thiên hành. Từng cột đá đứng sừng sững, nhìn thoáng qua đã thấy cực kỳ dày đặc, không nhìn thấy có đầu, mà trên mỗi cột đá đều có một pha lê, bên trong pha lê là một quả giống tinh thạch. Quả sinh mệnh. Sau khi tuổi thọ đã tận, sinh mạng của nền văn minh thiên hành đều sẽ biến thành quả quay lại đây, đợi đến vòng luân hồi mới. Ở giữa các cột đá đó có một khối đá màu lam, hòn đá này cao mấy chục trượng, toàn thân màu lam giống như điểm xuyết tinh tú tạo thành, vô cùng chói mắt. Tổ thạch luân hồi. Tổ thạch luân hồi ở tổ địa nền văn minh thiên hành và cây sinh mệnh thiên hành ở thiên hành sinh mệnh giới là sự tồn tại quan trọng nhất của nền văn minh thiên hành, nếu hủy diệt một trong hai tức là nền văn minh thiên hành đã bị hủy diệt hoàn toàn.
mục đích của quan chấp hành đứng đầu Phục Võ là muốn phá hủy tổ thạch luân hồi này. Phục Võ tiến đến trước một bước, sức mạnh đáng sợ bỗng lan ra xung quanh. Bà ta không chỉ muốn hủy tổ thạch luân hồi mà còn phá hủy tất cả các quả. Bà ta muốn hủy diệt hoàn toàn cả nền văn minh thiên hành. Ngay lúc này tổ thạch đó bỗng rung chuyển, ngay sau đó một tia sáng màu xanh tỏa ra từ bên trong, thoáng chốc đánh đến trước mặt Phục Võ. Phục Võ giơ tay lên. Tia sáng xanh bị phá vỡ. Phục Võ lùi về sau cả trăm trượng. Phục Võ nhìn đá luân hồi, lúc này đá luân hồi rung chuyển, sau đó một hư ảnh bước ra từ bên trong. Thấy thế các cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh đều tỏ vẻ ngờ vực. Lẽ nào là linh hồn trong tổ thạch luân hồi? Không lâu sau hư ảnh đó dần trở nên thật hơn, là một người phụ nữ mặc váy xanh, buộc tóc đuôi ngựa, tay phải cầm một thanh đao. Váy xanh tung bay, siêu nhiên thế ngoại. Là thiên hành chủ Hậu Thanh. Có cường giả nền văn minh thiên hành bỗng cao giọng ngạc nhiên nói. Thiên hành chủ Hậu Thanh. Thiên hành chủ đời thứ tư của nền văn minh thiên hành. Cho đến nay nền văn minh thiên hành có tất cả 6 đời thiên hành chủ Hậu Thanh là thiên hành chủ đời thứ tư. Còn trước cả Phục Võ này nữa. Thời đại đó, quan chấp hành đứng đầu vẫn chưa mạnh như thế, thiên hành chủ là người mạnh nhất nền văn minh thiên hành. Cho đến khi Phục Võ xuất hiện, nền văn minh thiên hành mới xuất hiện sự tồn tại ngang bằng với thiên hành chủ, nhưng trước đó thiên hành chủ là sự tồn tại vô địch. Người mạnh nhất nền văn minh thiên hành. Sau khi Hậu Thanh xuất hiện, tất cả cường giả nền văn minh thiên hành đều vui mừng khôn xiết, vì họ không ngờ tổ thạch luân hồi vẫn còn chiêu này. Nhưng cũng bình thường, nơi quan trọng như vậy sao chủ nhân của nền văn minh thiên hành các đời có thể không để lại đường lui được. Phục Võ nhìn Hậu Thanh, mặt không cảm xúc. Lúc này Hậu Thanh cũng nhìn đến Phục Võ, hai người nhìn nhau, Hậu Thanh bỗng nói, tổ thạch, làm phiền rồi. Tổ thạch luân hồi này bỗng rung lên, tất cả hộp pha lê giữa không trung đều biến thành từng tia sáng xanh đi vào trong nó. Thu hết tất cả các quả lại. Diệp Quân nhìn tổ thạch luân hồi, hơi kinh ngạc, tổ thạch luân hồi này có linh khí, hơn nữa xem ra thực lực cũng không yếu, nhưng không biết mạnh bao nhiêu. Ở một bên khác, sau khi thu hết quả vào tổ thạch luân hồi, ánh mắt Hậu Thanh lại nhìn sang Phục Võ, bà ta đánh giá, đến đi. Bà ta không hỏi nguyên nhân, hậu quả. Vì đến lúc này rồi, mấy thứ đó đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Đối phương đánh đến đây chắc chắn có lý do. Mà việc bà ta có thể làm là đánh một trận cuối cùng cho nền văn minh thiên hành. Nguồn gốc, quá trình. Đã không quan trọng nữa. Phục Võ bình tĩnh nói, ngươi trước đi. Hậu Thanh gật đầu, được. Dứt lời, bà ta tiến đến trước. Một tia đao quang bỗng xé toạc không trung, cuối cùng rơi mạnh xuống. Một nhát đao rơi xuống nhưng Phục Võ vẫn bất động. Hậu Thanh lại chém một nhát. Phục Võ phất tay lên. Vèo. Đao quang vỡ tan, bà ta vẫn không động đậy. Hậu Thanh bỗng nhảy lên, thời không trên đỉnh đầu Phục Võ bỗng nổ tung, tia đao quang đáng sợ rơi thẳng xuống. Bù. Phục Võ giơ ngón tay lên. Đao quang bị phá vỡ. Bà ta vẫn không lùi lại nửa bước. Lúc này Phục Võ bỗng biến mất. Soạt. Hậu Thanh đó dừng lại. Lúc này Phục Võ đã xuất hiện phía sau bà ta. Thanh đao trong tay Hậu Thanh bỗng nứt ra, bà ta bắt đầu biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc hoàn toàn biến mất. Phục Võ lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng khó che giấu, bà ta quay đầu nhìn tổ thạch luân hồi ở phía xa. Bảo thiên hành chủ đời thứ nhất ra đây, hoặc bảo linh hồn của thiên hành chủ tất cả các thế hệ cùng nhau ra đây. Xung quanh bỗng chốc yên ắng. Tất cả đều ra đây đi. Bầu không khí im ắng đến lạ. Tất cả các cường giả nền văn minh thiên hành đều đang nhìn Phục Võ, ánh mắt họ hiện lên vẻ mờ mịt. Thiên hành chủ Hậu Thanh bị trấn áp rồi sao? Mặc dù thiên hành chủ Hậu Thanh xuất hiện không phải là bản thể nhưng cũng không đến nỗi bị nghiền ép. Ở một bên khác, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Diệp Quân lóe lên tia phức tạp, dĩ nhiên có cả vẻ nghiêm trọng. Hắn không biết người phụ nữ này có thể đánh lại Tịnh Tông chủ hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn là người phụ nữ này có thể đánh thắng Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y.
ánh mắt Nhất Niệm lộ ra vẻ phức tạp. Quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Vị này trước kia là quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành, vốn dĩ là thanh kiếm sắc bén mạnh nhất của nền văn minh thiên hành, nhưng bây giờ thanh kiếm sắc bén này lại chĩa mũi nhọn vào đối phó với nền văn minh thiên hành. Tạo nghiệt. Nhân của thiên hành chủ thế hệ đó tạo ra, bây giờ cả nền văn minh thiên hành gánh lấy hậu quả. Dĩ nhiên cô ta cũng cảm thấy rất khó hiểu. Người mạnh như thế, tìm người đàn ông ở nền văn minh ngoại tộc thì thế nào? Đừng nói là tìm một người, cho dù 10 người cũng có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Nhất Niệm lén nhìn Diệp Quân. Phục Võ bỗng đi về phía tổ thạch luân hồi, lúc này tổ thạch luân hồi khẽ rung lên, ngay sau đó lại có một tia sáng lao lên trời từ trong đó. Tia sáng xuyên thủng bầu trời, uy lực vô hình từ lan ra từ giữa đất trời, chấn áp mọi thứ. Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong tia sáng đó. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, trên áo có thêu vài ký hiệu phù chú phức tạp, khuôn mặt ông ta thanh tú như tác phẩm điêu khắc, toát ra khí chất ngạo nghễ. Thiên hành chủ Túc Cổ. Có cường giả nền văn minh thiên hành nhận ra người đến. Lúc này tổ thạch luân hồi bỗng tỏa ra tia sáng màu đen. Tia sáng đó lao thẳng lên trời. Một ông lão chậm rãi bước ra từ trong tia sáng, ông lão mặc một bộ đồ trắng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng lại tràn đầy sức sống. Thiên hành chủ Phong Tông. Có cường giả nền văn minh thiên hành nhận ra ông lão này. Thế nhưng sau khi ông lão vừa bước ra, trong tổ thạch luân hồi lại có một tia sáng lao vút lên trời. Một người đàn ông chậm rãi bước ra từ trong cột sáng đó, người đàn ông mặc một bộ đồ đen, phong thái nghiêm nghị, dung mạo thanh tú, vô cùng quý phái. Thiên hành chủ Tướng Thiên. Có cường giả nền văn minh thiên hành ngạc nhiên nói. Ba vị thiên hành chủ tập hợp lại. Ngay lúc này có cường giả nền văn minh thiên hành bỗng run giọng nói, tổ thạch, hay là gọi thiên hành chủ đời thứ nhất ra luôn đi. Quan chấp hành đứng đầu Phục Võ mạnh quá, chúng ta không thể khinh địch. Các cường giả nền văn minh thiên hành khác nghe thấy cũng gật đầu tán thành. Không phải họ không tin các thiên hành chủ này, mà là quan chấp hành đứng đầu Phục Võ quá mạnh. Nếu những thiên hành chủ này đều là bản thể, có lẽ còn có thể đánh, nhưng tiếc là những thiên hành chủ này đều không phải là bản thể. Thế nên họ đều rất sợ. Chỉ bằng gọi một lần ra để đảm bảo. Tổ thạch luân hồi không có phản ứng gì. Nhất Niệm ở bên cạnh Diệp Quân nói, tướng công, sao hòn đá này không gọi thiên hành chủ đời thứ nhất ra luôn nhỉ? Diệp Quân nhìn tổ thạch luân hồi, bình tĩnh nói, thiên hành chủ đời thứ nhất chắc chắn muốn phong cách đẳng cấp. Nhất Niệm. Sau khi ba vị thiên hành chủ xuất hiện, họ lập tức nhìn Phục Võ. Ba vị thiên hành chủ đều khá ngạc nhiên. Kẻ địch thế mà lại là người của mình. Ba vị thiên hành chủ nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Lúc này tổ thạch luân hồi bỗng rung lên, không lâu sau trong đầu ba vị thiên hành chủ hiện lên một đoạn tin. Sắc mặt ba vị thiên hành chủ cùng sầm lại. Là do thiên hành chủ đời thứ năm tạo nghiệp. Lúc này Phục Võ bỗng tiến đến một bước, một luồng khí thế vô hình cuồn cuộn lao đến như sóng chiều bao phủ lấy trời đất. Diệp Quân biến sắc vội phóng kiếm ý vô địch của mình ra, thế nhưng kiếm ý vô địch của hắn vừa xuất hiện đã bị trấn áp về lại. Thấy thế, Diệp Quân cảm thấy kinh sợ. Ngay sau đó hai tay hắn siết chặt, kiếm ý vô địch trong người lại tuôn ra lần nữa, nhưng thoáng chốc kiếm ý vô địch lại bị trấn áp. Không chỉ thế. Lúc này như thể có hàng trăm vạn ngọn núi lớn đè lên đầu quả tim hắn khiến hắn khó thở. Không chỉ hắn mà lúc này Nhất Niệm cũng biến sắc, cả người run lên. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phục Võ, mình lại thất bại nhanh đến thế ư. Mẹ nó chứ. Không cam lòng. Khổ luyện trong tiểu tháp nhiều năm như thế, vừa ra ngoài đã thua luôn. Chết tiệt. Diệp Quân không cam lòng, gầm lên một tiếng. Kiếm ý vô địch tuôn ra từ trong cơ thể hắn như thủy triều, nhưng kiếm ý vô địch vừa xuất hiện đã bị áp chế, lúc này hai tay Diệp Quân siết chặt, điên cuồng gầm thét, kiếm ý trước mặt hắn cảm nhận được ý chí của chủ nhân, lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm chắn trước người. Ý chí. Sắc mặt Diệp Quân hơi khó coi, cả người run lên bần bật, đang phải chịu nỗi đau đớn cực lớn. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là không thể thối lui. Kiếm ý vô địch. Thứ mình tu luyện là gì?
là kiếm ý vô địch. Trong lòng hắn có thể có thần, nhưng vị thần này chỉ có thể là cô váy trắng, nếu hôm nay mình bị uy lực khí thế của người phụ nữ trước mặt này trấn áp, vậy chẳng phải kiếm ý vô địch của mình sẽ thành trò cười lớn cho thiên hạ sao? Hắn không cho phép điều này xảy ra. Rất đau đớn. Vì khí thế đó rất mạnh, lúc này hắn cảm thấy xương cốt cả người mình đều bị nghiền ép. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống chịu. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, chống chịu. Soạt. Thân xác Diệp Quân bắt đầu nứt ra từng chút, máu bắn ra. Nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào Phục Võ, trong mắt đầy vẻ kiên định, kiếm ý của hắn rung lên dữ dội, có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Ý chí kiên định. Cứ thế kiếm ý của hắn và khí thế đó đối đầu với nhau, mặc dù kiếm ý không thể lan ra xung quanh nhưng kiếm ý này lại không bị trấn áp nữa. Bên kia Phục Võ bỗng quay đầu lại liếc nhìn Diệp Quân, chỉ một giây sau bà ta thu lại ánh mắt, bà ta ngẩng đầu lên nhìn ba thiên hành chủ trên bầu trời, lúc này vẻ mặt của ba thiên hành chủ cũng cực kỳ nghiêm nghị. Người trong nhà vừa ra tay đã biết thực lực thế nào. Ngay khi Phục Võ phóng ra uy lực khí thế đó, họ đã cảm nhận được sự áp bức cực mạnh. Ba thiên hành chủ nhìn nhau, ngay sau đó ba thiên hành chủ bỗng biến thành ba cột lửa lao đến chỗ Phục Võ. Một cuộc chiến phân định sinh tử. Họ đều không phải là bản thể, nếu đánh trong thời gian dài thì càng đánh càng yếu, rất bất lợi với họ, thế nên họ vừa ra tay đã dùng hết sức. Nhìn thấy ba cột lửa tới gần, ánh mắt Phục Võ không hề dao động, bà ta bỗng tiến lên một bước, cơ thể bà ta trở nên hư ảo. Thoáng chốc bà ta đã xuất hiện cách đó mấy ngàn trượng. Phía sau. Rầm rầm rầm. Ba cột lửa bỗng nổ tung, vô số ánh lửa bắn ra xung quanh. Không trung trở nên im ắng. Ba vị thiên hành chủ không đỡ được nổi một chiêu. Lúc này rất nhiều cường giả nền văn minh thiên hành đều tuyệt vọng. Mẹ nó chứ. Toang rồi. Sau khi ba vị thiên hành chủ bị giết chết, khí thế giữa không trung đó biến mất không còn dấu vết, Diệp Quân ở phía xa gần như chút bỏ gánh nặng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lúc này, bộ dạng của hắn có thể nói là cực kỳ thê thảm, toàn thân nứt toác, máu liên tục chảy ra, xương cốt đã bắt đầu nứt ra. Nhưng kiếm ý của hắn lại chống đỡ được khí thế đó. Khi hắn ngã phịch xuống, khí tức kiếm ý của hắn bỗng bắt đầu điên cuồng tăng lên. Sau khi đột phá cực hạn thì lại hồi sinh. Khí tức kiếm ý của Diệp Quân ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc cuồn cuộn giữa không trung như thủy triều, chấn động đến mức trời đất rung chuyển kịch liệt. Lúc này tất cả cường giả nền văn minh thiên hành đều nhìn sang. Kiếm ý kia tràn ngập trời đất, từng khí thế đáng sợ phun ra từ trong đó, lúc đầu khí thế này chỉ là khí thế đơn giản, khí thế này bắt đầu thay đổi, trong khí thế đó có thêm một sức mạnh ý chí đáng sợ. Ý chí của Diệp Quân. Sau khi sức mạnh ý chí đó xuất hiện, khí tức của kiếm thế đó tăng lên rất nhanh, không trung bị trấn áp bởi từng uy lực đáng sợ trở nên mờ ảo. Trong một góc tối nào đó, một người phụ nữ đang cúi đầu nhìn cảnh tượng bên dưới. Chính là Vu Dịch đến từ vũ trụ vô gian, phía sau cô ta là một ông lão mặc áo choàng đen. Cô ta đi theo Phục Võ đến đây, thế nên cô ta đều tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở nền văn minh thiên hành. Phải nói rằng cô ta cũng rất ngạc nhiên với thực lực của Phục Võ. Thực lực của Phục Võ vượt xa những gì cô ta nghĩ. Dĩ nhiên đây quả thật là một chuyện tốt với cô ta. Lúc này cô ta sầm mặt khi nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quân đột phá, so với việc tiêu diệt nền văn minh thiên hành, thật ra cô ta càng muốn giết Diệp Quân hơn. Nhưng cô ta vẫn phải kiềm chế. Đại cục quan trọng hơn. Vu Dịch nhìn Diệp Quân bên dưới, khẽ cười, cô ta không để tâm lắm đến việc đột phá của Diệp Quân. Chỉ là một con kiến đột phá thôi, chẳng qua là con kiến này lớn hơn một chút. Vu Dịch bỗng nói, bao giờ Tông Thánh Vương đến? Ông lão đồ đen khàn giọng nói, sắp đến rồi. Vu Dịch gật đầu, nhắm mắt lại, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng cô ta cong lên, sau đó dần mở rộng. Vèo. Một tiếng kiếm vang lên. Kiếm ý vô địch của Diệp Quân bỗng chém xuống, cuối cùng đi vào cơ thể Diệp Quân. Bụp. Diệp Quân trợn to mắt, ánh mắt hiện lên kiếm ý. Lúc này Tiểu Tháp khẽ nói, chúc mừng ngươi. Diệp Quân nhắm mắt lại, là sao? Tiểu Tháp nói, vừa rồi trong lúc bị áp bức, ý chí của ngươi kiên định, đạo tâm viên mãn,
kiếm ý vô địch hiện giờ của ngươi xem như đã đắc đạo. Diệp Quân hơi tò mò, đắc đạo là cảnh giới gì? Tiểu Tháp nói, đó là cảnh giới của tâm cảnh, nói một cách đơn giản là hiện giờ kiếm ý của ngươi rất thuần khiết. Ở đây ngoài Phục Võ, chắc ngươi là người mạnh nhất. Ngay cả những thiên hành chủ trước kia có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi, dĩ nhiên hiện giờ ngươi cũng chưa thể đánh bại được bản thể của họ. Nếu ngươi đánh với Khâu Bạch Y, ông ta chắc cũng không đánh lại ngươi. Tóm lại, bây giờ ngươi miễn cưỡng xem là một cao thủ hạng hai. Diệp Quân đanh mặt lại, mình cực khổ đột phá thăng cấp, chỉ có thể miễn cưỡng tính là hạng hai thôi sao? Phục Võ nhìn Diệp Quân, sau đó quay đầu nhìn Tổ Thạch Luân Hồi, lúc này Tổ Thạch Luân Hồi bỗng biến thành tia sáng đen bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt, sau đó đá bay, ta không cần. Tổ Thạch Luân Hồi. Viên Tổ Thạch Luân Hồi vừa bị đá bay đi đã lập tức quay lại, xun xoe lấy lòng. Diệp Quân đen mặt. Hắn làm sao mà không nhìn ra nó có ý gì? Rõ ràng là muốn phá hoại. Thế là lại vung chân đá nó đi. Còn lâu hắn mới bị nó lợi dụng. Thứ nhất là không được lợi ích gì, mà có lợi hắn cũng không cần, bởi vì hắn đánh có lại Phục Võ đâu. Ai bảo sức mạnh bà ta ghê gớm quá làm gì? Tổ Thạch Luân Hồi không cam lòng, nhưng lần này không quay về tìm Diệp Quân nữa mà chạy sang chỗ Nhất Niệm. Nhất Niệm biết ý nghĩa của nó với Văn Minh Thiên Hành, nhưng cũng không vươn tay ra cầm nó. Bởi cô cũng biết một khi nhận lấy nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù cô có hợp sức với Diệp Quân thì cũng không đánh bại được Phục Võ, người cho tới giờ vẫn chưa hề bộc lộ sức mạnh thật sự. Đã vậy bà ta vẫn luôn nương tay với họ. Quan trọng nhất là Nhất Niệm lại đồng ý với cách làm này, không nghĩ rằng bà có lỗi gì cả. Diệp Quân bị Văn Minh Thiên Hành hành hạ đến chết, nếu đổi lại là cô khéo còn ra tay tàn độc hơn Phục Võ. Vì vậy cô vẫn không mở miệng khuyên can. Việc mình không làm được thì đừng yêu cầu người khác đi làm. Thấy Nhất Niệm cũng rửng rưng, Tổ Thạch Luân Hồi bắt đầu luống cuống tới nỗi nói tiếng người, Nhất Niệm, cứu ta với. Nhất Niệm. Diệp Quân. Tổ Thạch Luân Hồi, ta không muốn chết đâu. Nhất Niệm trần trừ, nhưng ta không đánh lại bà ấy. Tổ Thạch Luân Hồi khóc lóc thê thảm, tất cả là do tự oánh. Bà ta khùng lên là chỉ biết làm theo thần pháp thiên hành, còn ta vô tội. Diệp Quân hỏi, sao ngươi không can ngay từ đâu? Tổ Thạch Luân Hồi càng bi ai, ta chỉ là một hòn đá thôi mà. Diệp Quân. Tiểu Tháp. Chỉ thấy Phục Võ vươn tay. Đẩy ra một luồng sức mạnh khóa Tổ Thạch Luân Hồi lại. Nó hốt hoảng chấn động, thả ra khí tức hùng hậu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị quét sạch. Trình độ chênh lệch quá lớn. Khiến hòn đá tuyệt vọng đến tột cùng. Sao mà người này mạnh quá vậy? Diệp Quân lên tiếng nhắc nhở, sao ngươi không gọi thiên hành chủ đời đầu tiên ra đi? Tổ Thạch Luân Hồi thê thảm đáp, bà ấy ở cạnh các đời thiên hành chủ chứ không đi cùng ta. Diệp Quân cạn lời. Bỗng viên đá lại nói, còn một người nữa. Nhưng mà ta thấy lo lo. Thôi, mặc kệ. Nói xong thì nó run lên rồi phóng ra một tia sáng xanh. Bay thẳng lên trời cao. Phục Võ ở đằng xa khựng lại, nhìn về phía tia sáng, thấy một người phụ nữ dần hiện ra. Vừa nhìn rõ đó là ai, một luồng sát ý khủng bố đã tuôn ra từ người Phục Võ, chẳng mấy chốc đã lan khắp Văn Minh Thiên Hành như sóng thần. Sát ý ngập trời. Diệp Quân tái cả mặt, vội vàng khởi động huyết mạch phong ma, đồng thời cũng cùng Nhất Niệm bị đẩy lui đi mấy trăm nghìn trượng. Cũng may có huyết mạch nên mới cản lại được sát ý này. Các cường giả Văn Minh Thiên Hành gần đó thấy tình hình không ổn thì đã bỏ chạy khỏi tổ địa từ lâu. Diệp Quân thấy một người phụ nữ bước ra từ tia sáng xanh. Bà ta mặc váy trắng, tay cầm một quyển sách cổ, mặt mày thanh tú nhưng lạnh lẽo như băng. Nhất Niệm thì thầm, thiên hành chủ tự oánh. Diệp Quân hỏi, chính là người từng ngăn cản tình cảm giữa Phục Võ và người đàn ông ngoại tộc. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quân xa sầm mắt, quay qua hỏi Tổ Thạch Luân Hồi, người gọi bà ta ra làm gì? Viên đá run rẩy nói, thì ta còn ai nữa đâu, có gì đắp nấy chứ sao bây giờ? Diệp Quân. Nhất Niệm khẽ nói, toi rồi. Diệp Quân nhìn sang. Thấy Phục Võ đang ngập tràn sát ý hoàn toàn không thua kém gì hắn trong trạng thái phong ma toàn phần. Hắn lắc đầu.
đúng là toi thật. Trước đó tuy Phục Võ đã chết tâm, chỉ một lòng muốn hủy diệt Văn Minh Thiên Hành nhưng ít nhất vẫn còn lý trí. Nhưng một khu tự ánh xuất hiện thì chỉ còn một đường chết. Diệp Quân nắm tay nhất niệm, chuẩn bị sẵn sàng phóng kiếm Thanh Huyền bất kỳ lúc nào. Tự ánh nhìn Phục Võ, cất giọng vô cảm, năm ấy lần nữa không giết ngươi, khiến Văn Minh Thiên Hành gặp đại họa hôm nay, là lỗi của ta. Diệp Quân xa sầm mặt, thầm nhủ bà này cũng có hiền lành gì cho cam. Phục Võ mỉa mai lại, ngươi mà cũng đòi giết ta. Nếu ngươi không lấy hắn ra uy hiếp thì có khác gì con chó trước mặt ta đâu. Sắc mặt tự ánh lạnh đi khiến đất trời cũng phải rùng mình, ngươi còn nhớ ngươi đã nói gì với ta khi xưa không Phục Võ. Ngươi muốn phò tá ta, để Văn Minh Thiên Hành đứng đầu vũ trụ. Nhưng ngươi lại làm gì? Vi phạm thần pháp, ân ái với đàn ông ngoại tộc. Chính ngươi đã phản bội ta và Văn Minh Thiên Hành. Phục Võ quắc mắt, phụ nữ Văn Minh Thiên Hành vì sao không được yêu đương với đàn ông bên ngoài? Chẳng lẽ chỉ vì thứ gọi là thần pháp? Tự oánh giận dữ, nếu vi phạm nó thì Văn Minh Thiên Hành về sau quản lý bản thân thế nào bây giờ? Sự sống của chúng ta xuất phát từ cây sinh mệnh và tổ thạch luân hồi, kết hôn với ngoại tộc không chỉ khiến huyết mạch bị pha tạp mà còn phá vỡ truyền thống này. Ngươi cũng biết trái cây kết hôn với đàn ông ngoại tộc sẽ mất đi ấn quả hạch, trọn đời không được vào luân hồi chuyển thế, khi ấy Văn Minh Thiên Hành sẽ tuyệt chủng. Giọng bà rền vang như sấm, vang vọng khắp thiên hành thần cảnh. Diệp Quân há hốc mồm nhìn nhất niệm, thấy cô nghịch mặt ra, rõ ràng cũng chỉ vừa biết được bí mật này. Trước kia nhất niệm cho rằng Văn Minh Thiên Hành khinh thường người ngoại tộc nên mới cấm kết hôn, nào ngờ lại có một nguyên nhân khác. Vô số người Văn Minh Thiên Hành đều rơi vào khiếp sợ. Thì ra lý do thật sự đằng sau lệnh cấm kết hôn với đàn ông ngoại tộc lại là thế này. Phụ nữ Văn Minh Thiên Hành cưới người ngoài sẽ mất đi ấn ký, một khi có người dẫn đầu vi phạm, Văn Minh Thiên Hành sẽ chết dần chết mòn. Tự oánh trừng mắt nhìn Phục Võ. Năm đó có nhiều người nói rằng ta ghen tị với ngươi, không chịu nhường ngươi. Thật là nực cười, tự oánh ta mà thèm đặt cái chức thiên hành chủ vào mắt sao. Bây giờ ta mới hiểu ra vì sao ngươi năm xưa kinh tài tuyệt diễm, có một không hai nhưng sư phụ lại không chọn làm thiên hành chủ. Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối chỉ biết thích gì làm nấy, muốn yêu là yêu, căn bản không quan tâm đến Văn Minh này. Bà ta nhìn khắp nơi với vẻ đau buồn, đáng lẽ ta nên liều mạng với ngươi. Phục Võ lắc đầu, người nói ta thích gì làm nấy, muốn yêu là yêu, quả không sai. Nhưng năm ấy ta và hắn yêu nhau đã làm hại đến người bình thường nào chưa? Chính các ngươi bức vợ chồng chúng ta vào chỗ chết, nhưng ngươi đã hứa, chỉ cần ta giơ tay chịu trói sẽ tha mạng cho hắn. Nhưng, bà ấy gào lên, ngươi đã làm gì hả tự oánh? Ngươi giam cầm hắn, tra tấn hắn đến chết, ngươi đã hứa gì? Quỳnh! Sát ý ngập trời cuồn cuộn dâng lên, thiêu cháy tổ địa thiên hành. Diệp Quân hoảng hồn, vừa kéo nhất niệm chạy đi vừa thả kiếm ý vào huyết mạch ra để ngăn cản, cũng phải chật vật vô cùng. Tự oánh đáp, hắn đã không còn đường sống kể từ khi ngươi vì hắn mà giết hai thượng thần. Nếu trái tim ngươi coi trọng một gã đàn ông hơn các tỷ muội ruột thì chúng ta làm sao có thể nương tay? Ngươi đã quyết tuyệt, vì sao chúng ta không thể? Phục Võ! Đừng nói ngươi đã quên ngươi làm thế nào mà giết hai thượng thần rồi chứ. Phục Võ gằn giọng, là các ngươi ép chúng ta đến đường cùng. Tự oánh cũng gắt lại, là ngươi vi phạm thần pháp trước. Phục Võ bỗng vung tay chỉ vào Diệp Quân và Nhất Niệm, người này cũng gian díu với đàn ông ngoại tộc, nhưng Văn Minh Thiên Hành lại ủng hộ nó. Tự oánh nhíu mày, nhìn sang thấy Diệp Quân thì xa sầm mặt, Thiên Hành chủ đương nhiệm ở đây, lập tức làm. Má ơi! Tổ thạch luân hồi bất thình lình nhào ra hét lên, tự oánh, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tuyệt đối đừng, vị này ngươi chọc không nổi đâu, đi về đi. Sợ muốn tè ra quần luôn rồi. Tự oánh nhìn Diệp Quân một hồi lâu sau mới quay lại nói với Phục Võ, hắn đẹp trai hơn, nhiều chỗ dựa hơn người của ngươi. Là ta thì cũng thành toàn cho, thấy tức không? Diệp Quân và Nhất Niệm đồng thời chố mắt. Vãi! Thiên hành chủ tự oánh có cá tính dữ vậy. Tổ thạch luân hồi cũng rơi vào cơn mê. Má ơi! Người này không ngại lớn chuyện hay gì? Phục Võ nhìn tự oánh một hồi rồi cười lớn, ta biết ngươi muốn chọc ta tức chết, nhưng tiếc rằng còn lâu mới được. Bà ta xách kiếm đi về phía tổ thạch luân hồi, cả đời ngươi đều bảo vệ Văn Minh Thiên Hành,
vậy hôm nay ta sẽ giết sạch toàn bộ con dân trước mặt ngươi, hủy diệt nền văn minh này. Thử xem. Một giọng nói chợt vang lên sau lưng. Mọi người nhìn theo, thấy một cô gái cầm kiếm đứng đó. Tịnh Sơ, quan chấp hành đứng đầu đương nhiệm. Quan chấp hành đứng đầu, Tịnh Sơ. Khoác váy dài xanh nhạt, tay phải cầm kiếm, sắc mặt lạnh tựa băng xương. Là yêu nghiệt bậc nhất văn minh thiên hành hiện nay. Đã gần đạt đến chí cảnh. Tốc độ đột phá còn hơn cả quan chấp hành đứng đầu phục võ năm xưa. Lại còn làm được với tốc độ nhanh nhất trong các đời quan chấp hành đứng đầu, một lần nữa vượt mặt phục võ. Có thể nói toàn bộ các kỷ lục của văn minh thiên hành đều bị bà ta phá vỡ, lại còn lập ra nhiều cái mới, mà mấu chốt là Tịnh Sơ chỉ là một trái cây bình thường. Từ phục võ đến thiên hành chủ các đời đều là trái cây màu tím đậm, từ khi sinh ra đã khác thường, có ưu thế trời cho trên đường tu luyện. Nhưng Tịnh Sơ chỉ là một trái cây rất đỗi bình thường. Nếu phục võ là vị thần trong lòng người đời trước, thì Tịnh Sơ chính là vị thần của người đời này. Hai người đều là quan chấp hành đứng đầu yêu nghiệt nhất thời đại của mình. Nhưng cảnh tượng này chỉ khiến các cường giả văn minh thiên hành cảm thấy bi thương. Đều là cường giả đứng đầu của nền văn minh. Hôm nay lại phải quyết định sinh tử. Trận chiến này sẽ không có thắng hay thua. Chỉ có văn minh thiên hành là chịu thiệt hại. Sắc mặt Phu Dịch tối sầm đi, hoàn toàn không ngờ ác đạo minh lại không ngăn được Tịnh Sơ xuất hiện. Cô ta thầm mắng, lũ phế vật. Ông lão sau lưng cô ta nhìn Tịnh Sơ một cái, nói, trừ pháp thần ác đạo chuyển thế tu luyện lại và nhất điện chủ của ác đạo điện ra, ác đạo minh không có ai là đối thủ của bà ta. Phu Dịch càng tăm tối hơn, nhưng không biết được nhất điện chủ kia ở đâu. Ông lão lắc đầu, không được. Phu Dịch nhíu mày thật chặt, cả một tộc đại vu mà không tìm ra tung tích của một người, có gì đó không đúng. Ông lão lại nói, cổ thánh vương đã đi ngược dòng sông Quang Âm vũ trụ để điều tra tung tích nhưng vẫn không có kết quả. Chúng ta còn được biết văn minh thiên hành cũng làm điều tương tự, vẫn không biết nhất điện chủ này là ai. Phu Dịch hạ giọng, người này mãi mà không chịu xuất hiện, chắc chắn có ý đồ gì đó. Ông lão áo đen gật đầu, chúng ta sẽ đề phòng. Phu Dịch gật gù, nhìn hai quan chấp hành đứng đầu bên dưới rồi cười lên, ông nói xem hai yêu nghiệt này ai mạnh hơn. Ông lão, sẽ biết ngay thôi. Phu Dịch nhoẻn cười, tuy ác đạo minh không ngăn được Tịnh Sơ nhưng đó là điều chấp nhận được để chứng kiến trận chiến giữa hai quan chấp hành đứng đầu yêu nghiệt này, dù sao thì ai thắng ai thua, người được lợi cuối cùng vẫn là vũ trụ vô gian. Như nghĩ đến điều gì, cô ta nhìn sang Diệp Quân, nụ cười dần tắt, thay vào là vẻ lạnh lùng. Bên dưới, Phục Võ và Tịnh Sơ nhìn nhau, hai quan chấp hành đứng đầu đến từ hai thời đại mặt đối mặt. Đất trời tĩnh lặng, thân hình Phục Võ bất ngờ nhòe đi. Tịnh Sơ rút kiếm ra rồi thu vào. Quỳnh! Đất trời vỡ vụn, hóa thành một vực sâu hun hút. Sức mạnh khổng lồ bùng nổ, phá hủy toàn bộ tổ địa thiên hành, khiến thiên hành thần cảnh cũng sụp đổ. Lúc họ vừa ra chiêu là Diệp Quân đã thấy không ổn. Lập tức kéo nhất niệm chạy như bay, nhưng vẫn bị sóng xung kích đánh tới. Cả hai bị hất văng đi mấy trăm nghìn trượng, máu tứa ra bên khóe miệng. Diệp Quân hỏi, không sao chứ? Nhất niệm, không sao. Cô ấy kéo tay hắn hỏi han, còn huynh? Ban nãy chính hắn đã đứng cản trước người, thay cô nhận lấy phần lớn áp lực. Diệp Quân lau vết máu đi, vẫn ổn. Hắn nhìn về nơi xa với vẻ nghiêm túc. Tổ địa thiên hành đã trở thành bình địa đen nhánh, ở giữa vẫn là hai người phụ nữ đối mặt nhau. Phục Võ đặt tay phải sau lưng, mặt mày lãnh đạm. Tịnh Sơ cầm kiếm trong tay trái, ánh mắt tĩnh như mặt hồ. Nhất niệm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân quay sang, chỉ thấy cô lại làm ra vẻ trấn tĩnh. Hắn biết nhất niệm không muốn thấy văn minh thiên hành bị hủy diệt. Bởi tuy cô không còn tình cảm gì với nó nhưng cũng sẽ không muốn nó bị diệt vong. Hắn bỗng nhìn sang bên, thấy tổ thạch luân hồi kia đã lẻn tới gần từ khi nào. Diệp Quân xa sầm mặt, ngươi đến đây làm gì? Tổ thạch luân hồi run bần bật, cho ta vào tòa tháp của ngươi được không? Trong đó an toàn hơn. Diệp Quân nói ngay, không. Rồi lại nhíu mày, sao ngươi biết ta có tòa tháp? Tổ thạch luân hồi im lặng một hồi mới nói, đoán.
mặt Diệp Quân càng đen, cái viên đá mắc toi này. Tổ Thạch Luân Hồi lại nói, ta vào được không? Ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền với Mạch Vĩnh Hằng và bảo vật nữa. Bảo vật? Mạch Vĩnh Hằng? Rất nhiều. Diệp Quân không khỏi liêu xiêu, nhưng rồi tỉnh táo nhìn hai quan chấp hành đứng đầu kia, nói tạm thời không trả lời được. Tổ Thạch Luân Hồi, ngươi muốn đợi đến khi họ đánh xong chứ gì? Nếu Tịnh Sơ thua thì ngươi từ chối, còn thắng thì đồng ý. Diệp Quân, phải. Tổ Thạch Luân Hồi tức muốn hộc máu. Nó biết Diệp Quân có tiểu tháp nhờ vào cây thần sinh mệnh. Ban đầu nó còn không hiểu vì sao cái cây kia lại đi theo tên ngoại tộc này, bởi vì nếu nó không muốn thì lấy sức hắn cũng chẳng lay chuyển được, nào ngờ cái cây lại đi ngay không chút phản kháng. Bây giờ thì nó hiểu rồi. Mẹ nó. Bởi vì trong tiểu tháp là nơi an toàn nhất. Cái cây chết dịch. Đúng lúc này, Tịnh Sơ bỗng biến mất tại chỗ, kiếm quang bắn ra vạn trượng. Là kiếm tu. Ánh mắt Diệp Quân trở nên nóng bỏng. Kiếm đạo tự nhiên. Kiếm đạo tối giản. Một kiếm này đã vượt qua quan chấp hành Tuế Tuế rồi. Nhưng Phục Võ lại hứng hờ bước tới trước, vung tay đấm ra. Một cú đấm vô cùng đơn giản. Quỳnh. Hai thứ sức mạnh nổ tung thành vụ nổ hủy thiên diệt địa, lan tràn bốn phía. Diệp Quân nâng tay, gọi kiếm ý vô địch ra cản lại, nào ngờ lại thấy một luồng sức mạnh khác lan đến. Hắn nheo mắt, khởi động huyết mạch phàm nhân. Duyên. Nhờ có huyết mạch mà chống lại được sức mạnh kia, nhưng sau đó hắn cứng người. Bởi vì lại có hàng loạt khí tức đáng sợ truyền tới. Diệp Quân sa sầm mặt, vội kéo Nhất Niệm rời đi. Tổ Thạch Luân Hồi cũng hớt hải bám theo. Bên kia, Thiên Hành Chủ Tự Oánh cũng không lùi lại khi thứ sức mạnh kia ập đến, mà dùng một loại sức mạnh bí ẩn ngăn cản. Ban đầu bà ta vẫn đang chú ý đến Tịnh Sơ và Phục Võ, nhưng giờ lại quan sát Diệp Quân. Kết hôn với ngoại tộc ư? Tự Oánh liếc nhìn Nhất Niệm rồi Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Bên vùng thời không kia, kiếm quang và quyền mang đan xen nhau, bùng nổ sức mạnh khắp nơi, chỉ một chút uy lực thôi cũng đủ để phá hủy một tinh vực. Thiên hành thần cảnh đã bị phá hủy toàn bộ. Diệp Quân trấn tĩnh lại, nhìn về phía đó, thấy Tịnh Sơ và Phục Võ đang chiến đấu như điên. Hai người hóa thành hai cái bóng mờ đến hắn cũng không thấy rõ, mà thời không nơi đó cũng đang vặn vẹo biến hình. Thấy nó có gì đó bất thường, hắn nhíu mày. Xoét. Bỗng vùng thời không ấy bị một tia kiếm quang chém vỡ, theo sau là quyền mang. Thời không chấn động trước sức mạnh này rồi bắt đầu biến hóa, trở thành một chiến trường đặc biệt cho hai người. Trong đó ngập tràn chiến ý, dưới đất phủ kín xương trắng. Vu Dịch thấy vậy thì đanh mặt, kia là... Diệp Quân cũng khó hiểu, đó là gì? Tổ Thạch Luân Hồi lên tiếng, bọn họ mở ra thời không loạn cổ rồi. Má ơi, hai người kia biến thái quá. Diệp Quân nhìn sang, thời không loạn cổ là gì? Tổ Thạch Luân Hồi, nó là... Nó bỗng khựng lại, hỏi ngược, ngươi không biết à? Diệp Quân lắc đầu, không. Tổ Thạch Luân Hồi im lặng một hồi mới hỏi, ta có câu này vẫn luôn muốn hỏi ngươi, không biết ngươi giải đáp được không? Diệp Quân tò mò, câu gì? Tổ Thạch Luân Hồi, sao cô ngươi mạnh thế mà ngươi thì yếu thế? Diệp Quân. Thấy Diệp Quân không trả lời, Tổ Thạch Luân Hồi e dè hỏi, ngươi ngại trả lời câu này lắm hả? Diệp Quân mặt lạnh tanh, không ngại. Tổ Thạch Luân Hồi, ta thấy ngươi có. Diệp Quân, thật sự không có. Tổ Thạch Luân Hồi quả quyết, chắc chắn là có. Diệp Quân liếc nó, ngươi có muốn vào tháp hay không? Tổ Thạch Luân Hồi nhảy cẫng lên, muốn chứ. Ngươi đồng ý cho ta vào rồi hở? Cảm ơn nha, ngươi tốt quá. Diệp Quân ngắt ngang, không, ta hỏi thôi, ngươi nghe là được rồi. Tổ Thạch Luân Hồi. Nhất Niệm. Trong chiến trường loạn cổ. Trận chiến giữa Phục Võ và Tịnh Sơ diễn ra ác liệt vô cùng. Hai người đánh cho không gian rung lên bần bật, đập tan chiến ý bốn phía. Ấy vậy mà thời không bên trong vẫn không hề bị vỡ, cho thấy nó rắn chắc vô cùng. Đồng thời, những khí tức kỳ lạ rình rập trong bóng tối loạn cổ. Quan sát hai người kia cũng khiếp sợ trước sức mạnh mà họ phô bày. Diệp Quân đứng bên ngoài quan sát cũng đanh mặt trước màn trình diễn thượng hạng này.
Cường giả diệt đạo đứng trước họ chẳng khác gì một ông già hom hem ốm yếu. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì họ là hai người sở hữu chiến lực đứng đầu của văn minh thiên hành mà. Tiếc rằng hai quan chấp hành đứng đầu yêu nghiệt này hôm nay lại phải phân rõ sống chết, nếu họ có thể bắt tay nhau. Diệp Quân liếc nhìn Tư Oánh, âm thầm thở dài. Người văn minh thiên hành một khi kết hôn với ngoại tộc thì sẽ không thể luân hồn chuyển thế, nên việc mà vị thiên hành chủ này làm không thể nói là sai, có điều đúng là quá mức tuyệt tình. Hắn lắc đầu, đây là chuyện riêng của văn minh thiên hành, tốt nhất không nên can dự vào nữa. Bỗng hắn hỏi tổ thạch luân hồi, thời không loạn cổ này là cái gì vậy? Viên đá vốn không muốn giải thích, nhưng rồi nhớ lại mình không nên làm phật lòng người này, thế là mở miệng, nó là thời không đặc biệt đến từ thời đại loạn cổ. Năm ấy vạn tộc tranh bá, chia vũ trụ loạn cổ thành ba phần, thời không này là một trong số đó. Trong ấy là nơi từng diễn ra chiến tranh văn minh vô cùng khủng khiếp, sau đó không biết vì sao mà nó biến mất biệt tăm. Thủy tổ văn minh thiên hành còn từng đi tìm một phen nhưng vô ích, nào ngờ hai người này lại có thể gọi nó xuất hiện. Diệp Quân, thời đại loạn cổ là văn minh cấp mấy? Tổ thạch luân hồi, cấp 5 đỉnh cao. Diệp Quân, so với các ngươi thì ai mạnh hơn? Tổ thạch luân hồi, nếu chúng ta không xảy ra nội loạn thì chắc chắn đứng đầu các văn minh cấp 5. Diệp Quân nhìn hai người đang đại chiến bên kia, không lên tiếng phản bác. Nó nói đúng. Nếu văn minh thiên hành không nội chiến thì ác đạo minh và vũ trụ vô gian tuyệt đối không dám ho he gì. Diệp Quân lại hỏi tổ thạch luân hồi, vì sao lại có đại chiến ở thời đại loạn cổ? Tổ thạch luân hồi, một khi không còn ngoại xâm thì sẽ có nội loạn, văn minh nào cũng vậy thôi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Tổ thạch luân hồi, nhưng chuyện của thời loạn cổ lại không đơn giản vậy. Theo thủy tổ văn minh thiên hành tra ra được, họ chiến đấu với nhau không chỉ để xưng hùng xưng bá mà là để tranh giành thứ gì đấy. Diệp Quân tò mò, thứ gì mới được? Tổ thạch luân hồi, ai biết? Diệp Quân, vậy ngươi biết những gì? Tổ thạch luân hồi, ta nói thì ngươi có cho ta vào tháp không? Diệp Quân nghe vậy thì đen mặt. Nói tới nói lui vẫn chỉ là để vào tháp thôi. Nhất Niệm mỉm cười, ta cũng muốn biết nữa, tổ thạch. Cô ấy tuy là người của văn minh thiên hành nhưng cấp bậc trước kia rất thấp, không thể tiếp xúc với những bí mật sâu xa. Tổ thạch luân hồi thì lại là vật nòng cốt nhất của cả văn minh. Viên đá nghe Nhất Niệm mở miệng thì không dám trả lời, vội vàng lấy lời, được, để ta nói cho cô. Thời không loạn cổ bị đánh nát, chia thành ba nơi, một là chiến trường loạn cổ, hai là tổ địa loạn cổ, ba là vũ trụ vô gian. Diệp Quân nhíu mày, vũ trụ vô gian. Tổ thạch luân hồi, đúng thế, thiên hành chủ đời này đi đến đó là để điều tra văn minh thời loạn cổ, không ngờ lại bị nhốt ở bên trong. Diệp Quân nhìn trận đại chiến đằng xa, thiên hành chủ bị giam cầm, vũ trụ vô gian lại thả ra. Xem ra họ và ác đạo minh chuẩn bị ra tay với văn minh thiên hành đấy. Tổ thạch luân hơi xót xa, đúng thế, vậy mà hai người mạnh nhất kia lại còn đang đánh nhau chứ. Diệp Quân ngước nhìn lên. Trực giác mách bảo rằng cường giả vũ trụ vô gian đang ẩn nấp trong bóng tối làm ngư ông đắc lợi. Hắn nói, tháp ra, điều tra xem. Một hồi sau, tiểu tháp nói, đang nấp. Diệp Quân, nấp ở đâu? Tiểu tháp, đương nhiên là trong bóng tối rồi. Diệp Quân đen mặt. Thôi xong. Tháp ra không theo kịp thời đại nữa rồi. Bên kia. Vu Dịch cáu kỉnh nhìn chiến trường loạn cổ. Không ngờ phải làm cách này mới mở được vùng thời không này ra. Ông lão đi theo sau thì thầm, đúng là bất ngờ, thì ra phương pháp của chúng ta đó giờ đều sai hết cả. Rồi nhấc mắt nhìn hai người đang đại chiến, may là Phục Võ ôm hận với văn minh thiên hành, bằng không nếu họ liên thủ. Vu Dịch nghe vậy thì đanh mặt. Chính xác. Nếu họ ở cùng một phe. Tiếc rằng trên đời không có chữ nếu. Vu Dịch nói, lập tức báo cho trong tộc, thời không loạn cổ đã xuất hiện. Ông lão gật đầu, được. Rồi bóp nát một viên đá. Chấm chấm chấm. Quỳnh. Sóng xung kích nổ tung lan tràn khắp thời không loạn cổ khiến nó chấn động kịch liệt. Hai người phụ nữ lơ lửng trên không, đối diện nhau. Tịnh Sơ cầm vỏ kiếm trong tay trái, mặt lạnh như băng, toàn thân tỏa ra kiếm ý ngùn ngụt. Phục Võ đặt tay phải sau lưng, váy trắng bồng bềnh,
toát ra khí tức võ đại hùng hậu. Bọn họ nhìn nhau, một khắc sau, Tịnh Sơ biến mất. Xoẹt. Mũi kiếm đã ập về phía Phục Võ. Bà ta tung cú đấm đáp trả. Quỳnh. Quyền mang và kiếm quang vỡ nát, mũi kiếm tiếp tục đâm tới, nhưng bị hai ngón tay kẹp lại khi chỉ còn cách vầng trán Phục Võ có nửa tấc. Tịnh Sơ đạp mạnh chân. Kiếm thoát khỏi tay Phục Võ, ầm ầm lao tới nhưng lại đâm hụt. Phục Võ đã lùi lại nghìn trượng. Khi Tịnh Sơ chuẩn bị vung kiếm, Phục Võ đã bất thình lình xuất hiện trước mặt. Đấm chưa đến, khí thế đã ồ ạt ập đến như hồng thủy khiến thời không sôi trào. Tịnh Sơ lại không hề tránh né, vung kiếm bổ xuống. Quỳnh, quyền và kiếm chạm nhau, sức mạnh khổng lồ bùng phát đẩy lui hai bên. Khi Tịnh Sơ vừa dừng chân, một cái bóng đã vồ tới. Một người mang theo khí thế thiên quân vạn mã khiến đất trời sục sôi. Tịnh Sơ nheo mắt, xoay người bổ kiếm xuống. U u u. Tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời. Quỳnh. Kiếm quang và quyền mang nổ tung như núi lửa khiến thời không loạn cổ trở nên vặn vẹo. Ở nơi trung tâm, Tịnh Sơ và Phục Võ không hề lùi bước, tiếp tục tấn công nhau. Oanh. Tiếng nổ đinh tai vang lên khi sóng xung kích mạnh mẽ lan tràn bốn phía. Chiến ý trong thời không loạn cổ bị đẩy giạt đi. Chủ nhân của chúng đều là những thiên tài vạn cổ, những cường giả tuyệt thế, ấy vậy mà cũng không dám lên tiếng trước hai người kia. Những người đang ẩn nấp quanh đó thì vội vã rời khỏi chiến trường trung tâm. Ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Hai người phụ nữ này thật sự là quá mức kinh khủng. Diệp Quân và Nhất Niệm ở ngoài cũng đanh mặt, nhất là Diệp Quân vẫn luôn quan sát kiếm đạo của Tịnh Sơ, phát hiện bà ấy không hề dùng hư chiêu lòe loẹt mà lại vô cùng đơn giản, vậy mà lại có thể hủy thiên diệt địa. Đã vậy còn không dùng kiếm kỹ nào. Đúng là đại đạo tối giản. Phục Võ dùng nắm đấm cũng hệt như vậy, đơn giản mà hung tàn vô cùng. Ấy vậy mà từng chiêu từng thức của họ đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô cùng. Đó là sự thuần túy. Diệp Quân vốn cho rằng kiếm ý của mình đã tinh thuần đủ rồi, nhưng bây giờ mới nhận ra mình còn kém rất xa. Thuần túy không có điểm dừng. Quỳnh. Tiếng nổ trong chiến trường loạn cổ kéo suy nghĩ của hắn về thực tại. Vừa lúc thấy Phục Võ và Tịnh Sơ lùi lại nghìn trượng. Từ khi bắt đầu, hai người bất phân thắng bại. Diệp Quân biết bọn họ sắp dùng đến át chủ bài của mình. Bà ta sắp xuất kiếm. Một giọng nói vang lên cạnh Diệp Quân. Hắn quay đầu lại, thấy Thiên Hành chủ Tự Oánh đi tới. Hắn bèn hỏi, quan chấp hành Tịnh Sơ sao? Tự Oánh lại nhìn Phục Võ, bà ta là kiếm tu, không phải võ tu. Diệp Quân sửng sốt. Đánh nhau cả nửa ngày, hóa ra lại là kiếm tu. Chỉ thấy Phục Võ vươn tay, gọi một thanh kiếm xuất hiện. Quỳnh. Kiếm ý khổng lồ bao trùm khắp thời không loạn cổ. Duyên. Tất cả chiến ý trong đó đều bị đập nát. Tịnh Sơ cũng bị nó đẩy lui gần cả vạn trượng trước khi bị áp chế. Phục Võ là kiếm tu. Sự thật này khiến mọi người hóa đá. Tự Oánh nhắm mắt lại, thắng bại đã rõ. Chỉ có Quả Thiên Hành từng sống ở thời đại kia mới biết Phục Võ cầm kiếm mạnh đến thế nào. Mạnh đến khiến lòng người tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Tịnh Sơ xòe rộng bàn tay, để thanh kiếm biến mất rồi nắm tay lại. Quỳnh. Ý chí võ đạo khổng lồ tuôn trào mà ra, tạo thành một hình ảnh kỳ lạ. Bên trái là kiếm ý. Bên phải là võ ý. Ngang sức ngang tài. Không ai thua ai. Tự Oánh trợn to mắt, lắp bắp, võ thần Thiên Hành. Sao có thể, một trái cây tầm thường sao lại có thể chứng đạo thành võ thần. Võ thần Thiên Hành, Diệp Quân cũng ngây người. Tuy không ở cùng thời không, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được võ ý Tịnh Sơ phát ra đáng sợ cỡ nào. Thì ra bà ta không phải kiếm tu, mà là võ tu à. Diệp Quân thực sự hơi tê dại. Hai người phụ nữ này đều quá khủng khiếp. Một người là kiếm tu nhưng lại thích đánh quyền. Một người là võ tu nhưng lại thích dùng kiếm. Hơn nữa còn đều rất mạnh. Thế nào là thiên tài? Thế nào là yêu nghiệt? Giờ khắc này, Diệp Quân thật sự hơi chấn động, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn cho rằng thiên phú của mình không tệ,
ít nhất là ở vũ trụ Quan Huyên, hắn tuyệt đối là người đứng đầu. Mà bây giờ gặp hai người phụ nữ này, hắn mới phát hiện, hình như thiên phú của hắn cũng chẳng là gì. Lúc này, Nhất Niệm kéo nhẹ ống tay áo Diệp Quân, sau đó an ủi, nền văn minh thiên hành của chúng ta bao nhiêu năm nay cũng chỉ có được hai người như thế này thôi. Diệp Quân cười khổ. Nhưng cũng đúng, hai người trước mắt này là người xuất sắc nhất trong toàn bộ lịch sử của nền văn minh thiên hành. Vẻ mặt Nhất Niệm cũng cực kỳ phức tạp, bây giờ hai người xuất sắc nhất này đánh nhau, dù ai thua ai thắng thì cũng vẫn là nền văn minh thiên hành chịu thiệt. Như nghĩ tới điều gì, Nhất Niệm quay đầu nhìn thiên hành chủ Tự Oánh bên cạnh. Phát hiện ra ánh mắt Nhất Niệm, Tự Oánh nhìn cô ta, cô có tỉ muội không? Nhất Niệm gật đầu. Tịnh An chính là tỉ muội của cô ta. Tự Oánh lại nói, cô sẽ vì người đàn ông bên cạnh mình mà giết tỉ muội của mình chứ? Nhất Niệm lập tức lắc đầu, tuy cô ta thích Diệp Quân, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ giết Tịnh An. Tự Oánh quay đầu nhìn Phục Võ trong chiến trường thời không loạn cổ kia, bà ta đã giết hết tỉ muội của mình. Diệp Quân nói, không phải các bà muốn giết bà ấy trước sao? Tự Oánh nhìn Diệp Quân, bà ta đã chết chưa? Diệp Quân không nói nên lời, tư duy của những người trái cây này không thể dùng tư duy của loài người để phán xét được. Nhất Niệm bỗng nói, thiên hành chủ Tự Oánh, hay là, bà xin lỗi đi. Tự Oánh quay đầu nhìn Nhất Niệm, không nói gì. Ban đầu Nhất Niệm còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy người này đã chết rồi, còn phải sợ gì nữa. Thế là cô ta lại bảo, thiên hành chủ Tự Oánh, bà xin lỗi đi, biết đâu bà ấy sẽ nguôi giận. Tự Oánh bình tĩnh nói, tại sao ta phải khiến bà ta nguôi giận? Ta phải làm cho bà ta tức chết. Nhất Niệm. Diệp Quân cũng lắc đầu, người này thật thẳng thắn. Tổ Thạch Luân Hồi vội nói, được rồi, mấy người đừng nói nữa, dừng lại tại đây thôi. Nó thật sự sợ thiên hành chủ Tự Oánh này tiếp tục gây chuyện, đầu óc bà ta hơi có vấn đề. Bây giờ nó hối hận vì đã gọi bà ta ra. Bà ta không biết hiện tại nó khó xử nhường nào ư. Đúng là đồ không có lương tâm. Lúc này, hai người phía Vu Dịch ở trong bóng tối đều có vẻ mặt nặng nề chưa từng có, họ cũng không ngờ Phục Võ lại là kiếm tu, còn Tịnh Sơ lại là võ thần. Đúng là yêu nghiệt. Ông lão phía sau Vu Dịch khẽ nói, hai người này có thể coi là người có sức chiến đấu mạnh nhất nền văn minh vũ trụ cấp 5 rồi. Vu Dịch im lặng, không phản bác. Bởi vì trực giác nói cho cô ta biết, dù là mấy thánh vương trong tộc cũng chưa chắc có thể đánh bại được hai vị quan chấp hành đứng đầu này. Quá yêu nghiệt. Ở một nơi khác, vẻ mặt Thế Tông lúc này cũng cực kỳ nghiêm túc, thực lực của hai quan chấp hành đứng đầu này thật sự vượt xa dự đoán của ông ta. Ác đạo minh cũng chỉ có ba người có thể đấu lại được với hai quan chấp hành đứng đầu này. May mà nền văn minh thiên hành đang nội loạn. Nếu không lần này ác đạo minh cũng không dám bắt tay với vũ trụ vô gian để tính kế nền văn minh thiên hành. Nếu hai quan chấp hành đứng đầu này bắt tay thì sẽ có thể đánh bại được mọi thứ. Trong thời không loạn cổ, kiếm ý và vô ý của hai người phụ nữ vẫn đang đối nhau, không ai chịu nhường ai. Phục Võ nhìn Tịnh Sơ, trong mắt không có bất kỳ dao động nào. Vẻ mặt Tịnh Sơ cũng vô cùng bình tĩnh, Phục Võ bỗng tiến lên một bước. Phập. Thời không bỗng nhiên tách ra. Đó là một kiếm quang này dễ dàng xé rách thời không loạn cổ nơi đây, trong nháy mắt, thời không trước mặt Tịnh Sơ nứt ra. Tịnh Sơ tung ra một quyền. Xoẹt xoẹt. Khoảnh khắc bà ta tung quyền, vùng thời không bà ta đứng cũng nứt ra. Kiếm quang kia bị buộc dừng lại tại chỗ. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt. Một luồng kiếm quang chém tới trước mặt Tịnh Sơ. Tịnh Sơ liên tục lùi lại nghìn trượng, nhưng vừa dừng lại, bà ta đã lao ra như viên đạn, tung quyền về phía Phục Võ. Phục Võ lùi lại cả nghìn trượng. Tịnh Sơ đột nhiên bay lên trời, từ từ nhắm mắt lại, sau một giây, bà ta nắm chặt tay phải. Bùm! Trong thoáng chốc, một luồng ý chí võ đạo đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể bà ta. Sau khi ý chí võ đạo ấy xuất hiện, thời không loạn cổ bắt đầu rung chuyển kịch liệt, giống như đại địa chấn, cực kỳ kinh người. Tịnh Sơ nhìn xuống Phục Võ, không nói lời thừa thãi nào trực tiếp lao xuống, tung quyền về phía Phục Võ. Xoẹt xoẹt xoẹt.
Thời không nơi hai người phụ nữ đứng bắt đầu nứt ra từng tầng, trong nháy mắt lan ra hàng triệu trượng, hơn nữa còn lan ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc này lại có một luồng sức mạnh bí ẩn sửa lại thời không xung quanh. Đối mặt với quyền khủng khiếp này của Tịnh Sơ, vẻ mặt Phục Võ vẫn không có cảm xúc gì, bà ta đột nhiên hóa thành kiếm quang rồi lao lên. Ù! Tiếng kiếm ngân vang vọng, thời không vừa được sửa lại trong nháy mắt nứt ra tiếp. Ầm ầm! Đột nhiên, quyền mang và kiếm quang cùng nổ tung trên trời, chỉ trong tích tắc, thời không xung quanh đều nổ tung và hủy diệt. Hai người phụ nữ cũng bị sức mạnh cường đại của nhau làm cho lùi lại liên tục, nhưng giây tiếp theo, hai người phụ nữ lại tiếp tục lao về phía nhau lần nữa. Điên cuồng giao chiến, tốc độ của hai người phụ nữ quá nhanh, vì vậy những người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy từng luồng kiếm quang và quyền mang, không thể nhìn thấy bóng dáng của hai người. May mà đây là thời không loạn cổ đặc biệt, nếu đang ở ngoài thì mỗi lần họ ra tay, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu vũ trụ tinh hà. Mà dù là thời không loạn cổ này cũng đã bắt đầu không chịu nổi sức mạnh của họ. Bởi vì sức mạnh sửa chữa bí ẩn kia đã không thể sửa được nữa. Hai người phụ nữ đều không nương tay, sức mạnh của họ đã đủ để phá hủy bất kỳ nền văn minh dưới nền văn minh cấp 6 nào. Diệp Quân theo dõi hai người phụ nữ chiến đấu bằng ánh mắt chăm chú, rực lửa. Thật ra, trận chiến cấp bậc này đối với hắn bây giờ là hữu ích nhất, ngược lại, trận chiến cấp bậc như cô, cha và ông nội lại chẳng giúp được gì cho hắn. Bởi vì hắn không hiểu, hơn nữa khi cô đấu với người khác chưa từng xuất tới kiếm thứ hai, hắn lại càng không hiểu nổi. Nhưng trận chiến trước mắt thì hắn có thể hiểu được đôi chút. Cảm nhận hiện giờ của hắn là thuần khiết. Sức mạnh của hai người phụ nữ này quá thuần khiết, không hề làm màu chút nào, cũng không sử dụng bất kỳ kiếm kỹ võ kỹ nào. Nhìn lại bản thân, mẹ kiếp, đúng là màu mè. Đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn phủ định bản thân hoàn toàn, hắn biết rõ dù là nhất giới tuế nguyệt hay phương pháp điều khiển thời không đều không có gì sai, sai ở chỗ hắn không làm được cực hạn nhất và thuần túy nhất, hơn nữa giờ phút này sau khi xem hai người phụ nữ đại chiến, hắn đã có một ý tưởng. Tại sao mình không khiến mọi thứ trở nên đơn giản? Hợp nhất tất cả năng lực đặc biệt vào một kiếm. Một kiếm tối thượng, chắc chắn có thể. Ánh mắt Diệp Quân dần dần từ rực lửa chuyển sang kiên định, hắn muốn đi trên con đường kiếm đạo của riêng mình. Diệp Quân đột nhiên nói, Tháp Gia, ta có mục tiêu mới rồi, Tháp Gia hỏi, mục tiêu gì? Diệp Quân nghiêm túc đáp, dưới nền văn minh cấp 6, ta là người mạnh nhất. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân nói, Tháp Gia không tin. Tiểu Tháp nói, ta đi theo ba đời nhà ngươi, về cơ bản ta đã biết rõ hết mọi chiêu trò. Tin ta đi, ngươi còn chưa vô địch nền văn minh cấp 5, nền văn minh cấp 6 đã tới đánh ngươi trước rồi. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói tiếp, cha ngươi khi xưa lúc đầu cũng không hề lừa, về sau thực sự không còn cách nào khác, bởi vì dựa vào thực lực không thể sống được nên mới phát triển đầu óc. Nhưng ta vẫn rất khâm phục cha ngươi. Bởi vì đôi lúc sau khi đạo tâm của hắn sụp đổ, hắn có thể tự lừa chính mình, lừa đạo tâm trở về, đúng là nhân tài. Diệp Quân. Đoàng. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên từ thời không loạn cổ kia, kéo suy nghĩ của Diệp Quân trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong thời không loạn cổ ấy không ngừng có kiếm khí và quyền mang đáng sợ lan ra bốn phía như thủy triều. Bây giờ cả thời không loạn cổ giống như nước sôi trong nồi. Cực kỳ đáng sợ. Phục Võ và Tịnh Sơ đối đầu từ xa, trên người họ tỏa ra ý chí võ đạo và kiếm ý đáng sợ, những làn sóng xung kích từ kiếm khí và quyền mang ấy phá vỡ và hủy diệt thời không ngay khi họ vừa đến gần khu vực đó. Lúc này, trên người Tịnh Sơ đã có mấy chục vết kiếm, mỗi vết đều cực kỳ sâu, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương đó, quần áo bà ta dần thành màu đỏ như máu. Mà Phục Võ cũng bị thương. Trên người bà ta xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu cũng không ngừng tuôn ra. Cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Thấy cảnh này, Tổ Thạch Luân Hồi bên cạnh Diệp Quân kêu gào, tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi. Diệp Quân. Nhất niệm nói, Tổ Thạch, người không hận quan chấp hành đứng đầu Phục Võ à? Tổ Thạch Luân Hồi khẽ thở dài, cũng là một người đáng thương. Nhất niệm im lặng. Diệp Quân nhìn thời không loạn cổ kia. Lúc này trên người hai người phụ nữ đều toát ra sát khí và địch ý cực kỳ mạnh mẽ. Cả hai bên đều không chịu dừng lại.
Tịnh Sơ đột nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt hai tay, ý chí võ đạo đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, cuối cùng ý chí ấy ngưng tụ thành dòng sông ý chí, uy áp mạnh mẽ khiến thời không loạn cổ vừa mới khôi phục một lần nữa vỡ vụn. Mà ở đằng xa, Phục Võ đột nhiên cầm kiếm chậm chậm đi về phía Tịnh Sơ, mỗi bước đi đều có kiếm thế đáng gờm tuôn ra từ cơ thể bà ta, sau đó nghiền ép về phía Tịnh Sơ. Phục Võ nhìn chằm chằm Tịnh Sơ, hôm nay, phải giết hết toàn bộ người dân nền văn minh thiên hành trước mặt người phụ nữ kia. Tịnh Sơ nhìn vào mắt Phục Võ, không chịu yếu thế, cứ thử đi. Cứ thử đi. Khoảnh khắc Tịnh Sơ dứt lời, Phục Võ liền biến mất tại chỗ. Đoàng đoàng. Trong tích tắc, một luồng kiếm quang mang theo kiếm thế đáng sợ quét qua nơi đây. Kiếm quang đi qua nơi nào, thời không nổ tung từng tấc rồi hủy diệt. Mà gần như cùng lúc đó, Tịnh Sơ cũng biến mất tại chỗ, từng luồng ý chí võ đạo đáng sợ không ngừng phun ra trong khắp đất trời. Kiếm ý. Ý chí võ đạo. Hai luồng sức mạnh đáng sợ khiến cho thời không loạn cổ vỡ ra từng tấc rồi hủy diệt. May mà thời không loạn cổ này vẫn luôn có sức mạnh thần bí trấn áp tu sửa, nếu không nó đã sớm hóa thành hư vô, nhưng dù vậy thì thời không ấy cũng đã hơi khó để sửa lại rồi. Mà cường giả trong bóng tối xung quanh lại càng thêm kinh hãi, lùi lại liên tục, không dám tới gần khu vực chiến đấu này. Chẳng mấy chốc, hai người phụ nữ đã va mạnh vào nhau bằng cách trực tiếp nhất. Cú va chạm này khiến thời không loạn cổ trở nên đen kịt. Tĩnh lặng chết chóc. Đám cường giả nền văn minh thiên hành nhìn chằm chằm thời không loạn cổ, tim vọt lên tận họng. Đương nhiên họ hiểu nếu Phục Võ thắng thì có nghĩa là gì. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn của nền văn minh thiên hành. Diệp Quân cũng nhìn chằm chằm thời không loạn cổ, ai thắng đây? Nhất Niệm bên cạnh hắn căng thẳng, tay trái nắm chặt tay Diệp Quân, cô ta biết nếu Phục Võ thắng thì hôm nay nền văn minh thiên hành sẽ bị hủy diệt. Lúc này Phục Võ đã điên cuồng giết chóc, ngoài Tịnh Sơ ra không ai có thể ngăn cản được. Đúng lúc này, thời không loạn cổ dưới sự tu bổ của sức mạnh thần bí, dần dần bắt đầu bình thường trở lại. Phục Võ và Tịnh Sơ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai người phụ nữ đối mặt với nhau từ xa, trước ngực Tịnh Sơ đang cắm một thanh kiếm, máu không ngừng tuôn ra từ vị trí thanh kiếm đó rồi nhỏ xuống. Khóe miệng Phục Võ liên tục trào máu. Áo trước ngực đã biến thành màu đỏ như máu, ngoài ra cơ thể bà ta rất mờ ảo nhưng thân xác không bị phá vỡ, chỉ là cơ thể mờ ảo một cách kỳ lạ, như thể trong suốt. Cả hai đều chịu thiệt hại nặng nề. Phục Võ lau vết máu trên khóe miệng, nhưng vừa lau, máu lại trào ra tiếp, bà ta quyết định mặc kệ rồi bước từ từ về phía Tịnh Sơ, nhìn thẳng Tịnh Sơ mà nói, hôm nay ta nhất định phải diệt nền văn minh thiên hành. Thanh kiếm trước ngực Tịnh Sơ rung chuyển dữ dội. Muốn hoàn toàn hủy diệt sự sống của bà ta, nhưng đã bị một luồng ý chí võ đạo trấn áp. Tịnh Sơ chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nhìn chằm chằm Phục Võ với ánh mắt kiên định, vậy thì phải bước qua được xác ta đã. Nói xong bà ta gầm lên một tiếng, ép thanh kiếm bay ra khỏi người mình, sau đó bà ta nhảy lên, hung mãnh lao về phía Phục Võ. Nơi xa, Phục Võ duỗi một ngón tay ra, sau đó hơi hướng về phía trước, trong nháy mắt. Hàng triệu tia kiếm quang phóng ra từ đầu ngón tay. Kiếm quang như biển, bao phủ trời đất. Ầm ầm. Sau khi Tịnh Sơ lao mạnh tới, vô số kiếm quang nổ tung, thời không vốn đã được sửa lại trong nháy mắt một lần nữa vỡ tan, lại trở nên đen kịt. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người phụ nữ đồng thời bay ngược ra cả mấy vạn trượng. Tịnh Sơ dừng lại, bà ta nằm trong thời không, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Trên người bà ta có hàng trăm vết kiếm, không chỉ vậy sức sống trong cơ thể bà ta vẫn đang tan biến một cách nhanh chóng. Mà Phục Võ cũng nằm trong thời không, trong cơ thể bà ta có vô số quyền ý tung hoành, chúng cũng đang điên cuồng hủy diệt sức sống của bà ta. Cả hai người phụ nữ đều bị thương nặng. Nhưng rất nhanh, Phục Võ lại đứng dậy. Bà ta nhìn Tịnh Sơ đang nằm nơi xa, sau đó quay người bước đi, chỉ một bước đã tới trước mặt nhóm Diệp Quân. Bà ta nhìn tổ thạch luân hồi chăm chú, trong mắt là chấp niệm. Bà ta bước từng bước về phía viên đá, mỗi bước đi, trong không trung đều sẽ để lại một dấu chân máu. Đi được vài bước, bà ta chợt quay đầu lại, Tịnh Sơ đang đứng phía sau nơi cách bà ta trăm trượng, trên người máu chảy ròng ròng. Tịnh Sơ nhìn Phục Võ, nói ngắt quãng, ta vẫn chưa chết. Vừa nói xong, khóe
khóe miệng bà ta lại trào máu, sau đó nhỏ xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, vô số cường giả của nền văn minh thiên hành ậng lên nước mắt. Nhất Niệm cũng rơm rớm nước mắt, quan chấp hành đứng đầu. Trước đây cô ta cũng muốn trở thành quan chấp hành đứng đầu, bởi vì thật sự rất uy phong, có thể khiến tất cả người dân kính phục. Nhưng lúc này cô ta mới hiểu, danh xưng quan chấp hành đứng đầu này không chỉ uy phong, mà còn là trách nhiệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.